Chào mừng anh chị nhà đầu tư đã trở lại với chương trình Phòng Đại hội Cổ đông Thường niên 2024 của AFIN Việt Nam. Hiện tại đây tôi đang đứng ở trung tâm hội nghị quốc gia, nơi mà ít phút nữa thôi sẽ diễn ra cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB. Vậy thì một cuộc họp đại hội cổ đông của ngân hàng sẽ diễn ra như thế nào? Có những điểm gì đặc biệt trong kết quả kinh doanh 2023 và định hướng chiến lược trong thời gian tới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB? Xin mời anh chị theo chân AFIN chúng ta cùng tìm hiểu trong cuộc họp đại hội cổ đông này. Tới dự, trân trọng giới thiệu còn có đồng chí đại diện của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán KPMG Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị cổ đông, em đi rất vinh dự nhận được sự quan tâm và hoa chúc mừng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, của cá nhân các đồng chí Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Xin đại hội một tràng pháo tay để cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Về phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nội, còn có sự hiện diện của đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Đảng ủy, Ban điều hành của ngân hàng, các đồng chí đại diện của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan hội sở cùng các chi nhánh công ty thành viên trên toàn hệ thống của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí tới dự và đưa tin. Đặc biệt xin được nhiệt liệt chào mừng sự mặt của đông đảo quý vị cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các quý vị, sau đây thay mặt ban tổ chức xin phép được báo cáo về thẩm tra tư cách cổ đông của đại hội trước giờ khai mạc đại hội. Căn cứ luật các tổ chức tín dụng năm 2010, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng năm 2017, căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020, căn cứ điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, căn cứ thông báo số 58 ngày 29 tháng 1 năm 2024 về việc mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông theo văn bản số V020 do Tổng ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 22 tháng 1 năm 2024, ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tại thời điểm trước khi khai mạc đại hội như sau: vốn điều lệ, vốn cổ phần có quyền biểu quyết của em bị tại thời điểm diễn ra đại hội là 52.140.840.520.000 đồng. Hai, tổng số cổ đông tham dự bao gồm cả tham dự thông qua người đại diện là 1.166 cổ đông. Ba, các cổ đông tham dự đại diện cho số vốn cổ phần là 33.347.734.420.000 đồng, tương đương 3.334.773.442 cổ phần, đạt 63.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Tất cả các cổ đông người đại diện tham dự kỳ đại hội lần này đều đủ tư cách tham dự. Căn cứ luật các tổ chức tín dụng năm 2010, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức các tín dụng năm 2017, luật doanh nghiệp năm 2020, điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đủ điều kiện tiến hành để tổ chức cuộc họp. Sau đây trân trọng kính mời đồng chí đại tá Lưu Trung Thái, chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội lên phát biểu khai mạc. Kính thưa đồng chí thượng tướng Trương Văn Khánh, đồng chí thượng tướng Lê Văn Đức, đồng chí trung tướng Phạm Tuân, kính thưa đồng chí trung tướng Phạm Trường Sơn, phó tổng cục trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và địa phương, thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông và quý vị khách quý, hôm nay MB rất vui mừng được tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thay mặt cho ban lãnh đạo MB, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông
đã đến dự đại hội ngày hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa toàn thể quý vị, căn cứ với quy định của pháp luật, căn cứ điều lệ MB, căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đủ điều kiện bắt đầu theo đúng quy định. Trước hết, tôi xin báo cáo hội nghị đại hội một số vấn đề như sau. Để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và điều chỉnh thống nhất với thông báo của Ngân hàng Nhà nước về nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029 để cơ cấu thành viên hội đồng quản trị ban kiểm soát MB là những nhân sự có uy tín, chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong quản trị điều hành doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng quản trị kiểm soát điều hành của ngân hàng theo tiêu chuẩn cao, phát triển bền vững, tối đa lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên là chưa thực hiện nội dung bầu hội đồng quản trị ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Việc bầu hội đồng quản trị ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông sớm nhất và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo với quý vị cổ đông là cái nội dung này của chúng tôi đã dự kiến tổ chức trong hội nghị lần này, đại hội lần này, nhưng mà do chúng ta quá trình chuẩn bị và ý kiến của nhà nước thì cái nội dung này chúng tôi xin chưa được triển khai trong cái hội nghị ngày hôm nay, đại hội ngày hôm nay. Rất mong quý vị cổ đông phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần chủ động tích cực ủng hộ cho nội dung còn lại của chương trình của đại hội. Tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chúc đại hội thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Giai đoạn 2019-2023, toàn cầu đối mặt với đại dịch Covid-19. Đây cũng là tác nhân ảnh hưởng to lớn, sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng. Câu hỏi lớn đặt ra là MB vượt thách thức như thế nào? Càng trong gian khó, người MB càng mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm, đưa ra những quyết sách, chiến lược đúng đắn. Trong giai đoạn 2019-2023, Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo MB đã hoàn thành xuất sắc chiến lược phát triển 2017-2021 dựa trên 3 trụ cột: ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành, ngân hàng số, hai nền tảng, quản trị rủi ro vượt trội, năng lực thực thi nhanh. Thực hiện hiệu quả 4 chuyển dịch chiến lược: xây dựng ngân hàng số, củng cố quan hệ khách hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động các công ty. Trên cơ sở chuyển tiếp kế thừa những thành tựu của giai đoạn chiến lược 2017-2022, với những phân tích đánh giá về thách thức và cơ hội mới, Hội đồng Quản trị thông qua chiến lược 2022-2026 với mục tiêu top 3 thị trường và hiệu quả hướng đến top đầu châu Á, phương châm tăng tốc số, hấp dẫn khách hàng, hiệp lực tập đoàn, an toàn bền vững, đảm bảo tăng cường vị thế của ngân hàng, đem lại giá trị cho khách hàng và cổ đông. Trong năm 2023, được sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Quản trị và người tiền nhiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB, Thượng tướng Lê Hữu Lực, Đại tá Đường Trung Thái đã được giao trọng trách giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thượng tá Phạm Như Ánh được giao nhiệm vụ giữ chức Tổng giám đốc MB. Chuyển giao nhân sự cấp cao mở ra một chương mới cho MB, tiếp tục hành trình chinh phục tầm nhìn, trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu. Có thể nói là giai đoạn 2019-2024 chúng ta đã phát triển một chiến lược tương đối khác biệt so với các ngân hàng khác trên thị trường. Việc thứ nhất là chúng ta đã lựa chọn một bước đi khó có yêu cầu cao, đó là đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, đầu tư mạnh cho marketing và thu hút khách hàng. Điều khác biệt thứ hai là chúng ta đã đầu tư rất lớn cho đội ngũ con người, đặc biệt là văn hóa thực thi nhanh trong tổ chức. Điều thứ ba khác biệt của chúng ta đối với thị trường ấy là dám làm những thứ mới, chấp nhận những cái rủi ro có thể kiểm soát được, và trên cơ sở đó chúng ta đã phát triển được nhiều các cái sáng kiến, ý tưởng mới và mô hình kinh doanh mới đóng góp cho sự phát triển tăng trưởng của ngân hàng trong giai đoạn vừa qua. Giai đoạn 2019-2023 là nền móng cho những giai đoạn chiến lược tiếp theo. Trong đó, nổi bật là vai trò quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo MB cũng như những kết quả của các giai đoạn chiến lược. Mặc dù là giai đoạn khó khăn, MB vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm các ngân hàng, tốc đầu các chỉ số về an toàn, hiệu quả, năng suất lao động. MB luôn là ngân hàng đảm bảo tốt các quyền lợi cổ đông với chính sách trả lương đều đặn hàng năm,
mức tổn thất trung bình đạt 20,8%. Năm 2023, giá trị vốn hóa doanh nghiệp đạt 97.242 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với 2019. Doanh thu tập đoàn đạt 47.306 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2019. Năm vừa qua, đánh dấu MB đạt lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1 tỷ đô, lần đầu tiên thuộc top 3 các ngân hàng trên thị trường. Lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 26.306 tỷ đồng, gấp 2,62 lần so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng 24.688 tỷ đồng, gấp 2,66 lần so với năm 2019. MB duy trì tốc đầu về chỉ tiêu hiệu quả ROE với mức 25%. Quy mô giao dịch qua Nasdaq 3 năm liên tiếp xếp thứ nhất trong số các ngân hàng. Vị thế các công ty thành viên trên thị trường được khẳng định. mCredit top 2 về thị trường tài chính tiêu dùng. MB Agents Life top 3 về Bancas. MB Capital top 4 ngành quản lý quỹ về lợi nhuận trước thuế. MIC top 5 doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. MBS top đầu về thị phần môi giới, top 3 về ROE. Giai đoạn vừa qua, các công ty thành viên đã ứng dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ để hỗ trợ cho hoạt động quản trị và kinh doanh. Tổng lợi nhuận trước thuế của các công ty thành viên năm 2023 đạt 2.046 tỷ đồng, gấp 1,72 lần so với năm 2019. Bên cạnh đó, song hành cùng MB, các công ty thành viên đồng loạt triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu, khẳng định vị thế MB là một tập đoàn thông minh, luôn đổi mới sáng tạo, mắt nhìn cùng sự phát triển năng động của mọi khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đặc biệt trong năm 2023, MB thành lập MB Cambodia, ngân hàng thương mại 100% vốn tại Campuchia, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển vươn tầm khu vực của tập đoàn. Năm năm qua, MB ghi dấu với những bước chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong triển khai chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng có giá trị nhất đối với khách hàng, làm chủ hệ thống quản trị lõi tiên tiến hàng đầu trên thế giới. T24, Wayfor, Oracle GL, các giải pháp định danh sử dụng OCR, Video KYC, NFC, Digital OTP giúp khách hàng tiếp cận MB và thực hiện các giao dịch dễ dàng và an toàn nhất. Các công nghệ tiên tiến như RPA, AirBot, AI, Machine Learning, Deep Learning được ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, tư vấn khách hàng và gia tăng mức độ, sự chính xác trong thực thi quy trình. Sở hữu đội ngũ nhân sự và chuyên gia công nghệ hùng hậu nhất hiện nay với trên 2.000 người, chiếm 10% tổng nhân sự toàn ngân hàng. MB hiện đang hướng tới cấu trúc nhân sự tương tự như một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Với việc mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng, linh hoạt trên hai nền tảng App MB Bank và Quick MB Bank. MB đã có cú nhảy vọt về quy mô khách hàng, nâng con số 4,7 triệu khách hàng trong năm 2019 lên 26,5 triệu khách hàng trong năm 2023, tăng 5,6 lần so với năm 2019. Số lượng giao dịch không dùng tiền mặt đạt 3,6 tỷ giao dịch, gấp 30,5 lần năm 2019. Và MB chuyển đổi số là công cụ để giúp MB đem lại giá trị cho khách hàng, cho xã hội và cho cộng đồng. Tất cả những phát triển mới về công nghệ đều phải tập trung vào khách hàng, và rất cụ thể là khách hàng nó bao gồm là về sinh kế khách hàng, làm cho khách hàng có cái sinh kế tốt hơn với các giải pháp MB, tập trung vào gia đình khách hàng, chăm sóc cho không chỉ mình khách hàng mà các cái mối quan tâm sâu sắc nhất của khách hàng đó gia đình, tập trung vào cái sở thích cá nhân của khách hàng để đảm bảo khách hàng họ cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng các sản phẩm của MB. Tiên phong ứng dụng mạnh mẽ mô hình và phân tích dữ liệu vào việc thiết kế chính sách, đồng hành, thúc đẩy kinh doanh và nhận diện sớm rủi ro. Giai đoạn qua, MB đã đáp ứng tiêu chuẩn 3.2, sẵn sàng lộ trình triển khai 3.3 của Ngân hàng Nhà nước, tiêu chuẩn quản trị hàng đầu thế giới và khu vực. Năm 2023, tỷ lệ nợ xấu tập đoàn kiểm soát 1,6%, riêng ngân hàng thấp hơn 1,2%, thấp hơn mức bình quân ngành ngân hàng. Chuyển đổi số gắn với phát triển bền vững, MB là ngân hàng tiên phong trong triển khai ESG toàn diện, xây dựng và ban hành các chính sách, sản phẩm tài chính bền vững. Năm 2023, tín dụng xanh trên toàn hàng đạt 64.960 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2022, tập trung vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và công nghiệp. Giai đoạn 2019-2023,
ban lãnh đạo ngân hàng chuẩn bị chiến lược phát triển nhân sự thế hệ mới, thế hệ số, hoàn thiện cơ chế lãnh bộ, hệ thống quản trị thành tích thông minh giúp tăng trải nghiệm cho người lao động và tự quản lý hiệu suất. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, 5 năm qua, MB đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý, tiêu biểu là nhiều năm nhận cờ thi đua của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 4 năm liên tiếp vinh dự đạt các danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc châu Á, top 3 doanh nghiệp có vốn hóa lớn được nhà đầu tư yêu thích và top 50 công ty niềm yết tốt nhất. Đặc biệt, 2023, Hội đồng Quản trị MB đã vinh dự được trao chứng nhận Hội đồng Quản trị có tính đa dạng cao, được tôn vinh là một trong 12 hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty của năm, cùng hàng loạt các giải thưởng trong và ngoài nước danh giá khác. Trong 5 năm qua, MB đã đóng góp ngân sách nhà nước gần 23.300 tỷ đồng, gấp 3,3 lần giai đoạn trước. Với phương châm có trách nhiệm với xã hội, MB và các công ty thành viên đã tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, quốc phòng và dân sự, chia sẻ với cộng đồng trên phạm vi toàn quốc với tổng số tiền lên đến 1.300 tỷ đồng, gấp 2,68 lần so với giai đoạn trước. Ác thiện nguyện được vinh danh dự án vì cộng đồng do Báo Nhân dân tổ chức và dự án kịp thời tại Human Act Prize 2023, thu hút hơn 1 triệu thành viên và cung cấp tiện ích cho gần 1,2 ngàn tổ chức và cá nhân gây quỹ, tổ chức hơn 3,2 ngàn chiến dịch cộng đồng. Giai đoạn 5 năm tiếp theo, 2024-2029, chúng ta kiên định phát triển MB trở thành doanh nghiệp số với mục tiêu doanh thu trên kênh số của MB đến năm 2029 chúng ta đạt được khoảng 50-70%. Mục tiêu đến năm 2029 chúng ta phục vụ được 40 triệu khách hàng cá nhân trên nền tảng app MB Bank và 500.000 khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng Bit MB Bank. Còn về các mục tiêu về hiệu quả doanh thu, lợi nhuận, các chỉ số ROE, ROA thì chúng ta phấn đấu trở thành top ngân hàng có chỉ số hiệu quả tốt nhất của thị trường. Về phát triển bền vững, MB sẽ tiếp tục tích hợp chiến lược ESG vào trong chiến lược phát triển của ngân hàng giai đoạn 2022-2026 để phát triển MB trở thành doanh nghiệp số phát triển bền vững. Trải qua gần 30 năm phát triển, MB không ngừng tiến bước vững vàng, hiện thực hóa khát vọng tăng tốc số. Tuổi 30, MB tiếp tục tiến bước vững vàng, thực hiện khát vọng lớn, phục vụ 30 triệu khách hàng, lợi nhuận hợp nhất đạt 30.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 1 triệu tỷ đồng. Với tinh thần khoáng đạt như rồng, kế thừa sự phát triển bền vững qua 3 thập kỷ, gần 17.000 cán bộ nhân viên toàn tập đoàn quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ, bay cao, vươn xa, đưa MB trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị cổ đông, theo phân công tôi xin trình bày cái nội dung đầu tiên về tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của hội đồng quản trị và định hướng của các năm với nhiệm kỳ tiếp theo. Các quý vị có thể theo dõi trên slide mà tôi đã chuẩn bị. Thứ nhất là nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024. Hội đồng quản trị đã tổ chức quản trị theo quy định và hướng đến các công nghệ tốt nhất. Về tổ chức thì cơ cấu tổ chức của hội đồng quản trị đa dạng, có 11 thành viên và 10 thành viên là một thành viên là hội đồng quản trị độc lập và tất cả các thành viên thì đều tham gia và có một thành viên điều hành. Tổ chức ủy ban theo quy định gồm các ủy ban về nhân sự, ủy ban quản trị rủi ro. Chúng ta đã triển khai quản trị công ty hướng đến các công nghệ tốt nhất, gồm có việc phát huy năng lực, kinh nghiệm của tất cả các thành viên hội đồng quản trị đã nỗ lực tâm huyết và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tập đoàn. Chúng ta tăng cường các công tác về tham mưu, giám sát quản lý cấp cao, thành lập các ủy ban chuyên môn, đây là cũng những ủy ban tương đối đặc trưng của MB của chúng ta. Thứ nhất là đã thành lập ủy ban công nghệ và chuyển đổi số, ủy ban quản trị cấp cao, thành lập hội đồng điều phối tập đoàn để kịp thời định hướng để thực thi các giải pháp về hiệu quả của các công ty thành viên. Tại hội đồng cổ đông MB luôn có tỷ lệ tham dự cao,
như quý vị đã thấy ngày hôm nay, chúng ta có hơn 1.600 cổ đông tham gia và thường xuyên ở trên mức trên 70%, tỷ lệ biểu quyết cao. Về các mục tiêu, các quý vị có thể nhìn đến trên slide các hoạt động, các cái kết quả và chỉ tiêu quan trọng trong giai đoạn vừa qua. Về tổng tài sản thì chúng ta đã tăng trưởng bình quân năm là 23,1%, trong đó thì huy động vốn tăng bình quân là 23% liên tục trong 5 năm, dư nợ tín dụng tăng trưởng 25%. Báo cáo quý vị cổ đông đây là cái mức tăng trưởng có thể nói là cao nhất gì của ngành ngân hàng trong giai đoạn vừa qua. Và với lợi nhuận thì chúng ta có con số tăng trưởng bình quân là 27,2%. Các tỷ lệ an toàn về an toàn vốn chúng ta duy trì đảm bảo có mức đệm theo quy định, tỷ lệ nợ xấu được duy trì và kiểm soát tốt, và thường xuyên chúng ta kiểm soát được cái tỷ lệ này trong cái kế hoạch cho phép và trong nhóm các ngân hàng có cái chỉ số này tốt nhất. Và đây là những chỉ tiêu quan trọng của cái giai đoạn vừa qua. Về phương diện khách hàng và hiệu quả thì quý vị đại biểu có thể nhìn trên slide các cái biểu đồ mà tôi xin trình bày ở đây. Về số lượng khách hàng thì chúng ta đã liên tục thay đổi và triển khai các cái chiến dịch marketing dựa trên các nền tảng của số, cộng với việc chuyển đổi nhanh của công nghệ thì chúng ta đã thu hút được số lượng khách hàng liên tục tăng trong cái năm 3 năm gần đây. Thì mỗi năm chúng ta thu hút được số lượng khách hàng là trên 6 triệu khách hàng và đứng đầu thị trường. Có những năm chúng ta chiếm đến khoảng 40% số lượng tài khoản mới một năm trong ngành. Về doanh thu tập đoàn thì báo cáo với quý vị cổ đông, doanh thu tập đoàn trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta đã liên tục tăng trưởng và đến cuối năm 2023 chúng ta chạm mức là 47.000 tỷ đồng. Về doanh thu trên và giao dịch trên kênh số, giao dịch trên kênh số của chúng ta liên tục tăng trưởng và tỷ lệ doanh thu trên các kênh số của chúng ta đã chiếm 24%. Về chỉ tiêu hiệu quả các quý vị có thể nhìn thấy, chúng ta liên tục duy trì ở cái mức 2 năm gần đây là sấp xỉ 25%. Về các chỉ số đánh giá hiệu quả cũng như là mức độ uy tín trong giao dịch của MB với khách hàng, chỉ số CSAT để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng là 88,7%, chỉ số giữ chân khách hàng là 60,8% và chỉ số nỗ lực khách hàng CS là 91,6%, liên tục duy trì và có mức tăng trưởng năm sau tốt hơn năm trước của các cái chỉ số về khách hàng. Như vậy thì tổng kết cái nhiệm kỳ vừa rồi của năm 2019 có thể nói rằng chúng ta đã triển khai mô hình quản trị tiên tiến hiệu quả, tập trung vào lợi ích của khách hàng và hài hòa lợi ích của cổ đông. Chúng ta đã tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro, theo đó thì hội đồng quản trị, ủy ban quản lý rủi ro đã định hướng giám sát đảm bảo các giới hạn an toàn. MB đã tiên phong ứng dụng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro tiên tiến và được ngân hàng nhà nước công nhận đạt chuẩn ESG từ năm 2019 và đang tiến tới chuẩn bị tiêu chuẩn ESG. Quản trị rủi ro đã ứng dụng các mô hình, các dữ liệu, các công cụ đo lường để triển khai quản trị rủi ro trong toàn tập đoàn. Các dự án quản trị rủi ro đã được tổ chức độc lập đánh giá cao, ứng dụng kiểm soát và nhận diện kịp thời. Theo đó thì mô hình quản trị tập đoàn cũng được củng cố và phát triển. Thì các quý vị có thể nhìn thấy là MB xoay quanh nhóm các công ty thành viên gồm có Tổng công ty bảo hiểm quân đội, công ty bảo hiểm MB Agency, công ty chứng khoán MB, công ty quản lý quỹ MB, công ty tài chính tiêu dùng MKDIT và công ty quản lý quỹ tắc tài sản MBMC. MB là một mô hình mà chúng ta có đầy đủ các cái dịch vụ tài chính, bảo hiểm, đầu tư và chúng ta hoàn thiện nhất cái mô hình này trên thị trường hiện nay. Điểm thứ ba là chúng ta đã triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt là tập trung đầu tư cho ngân hàng kinh doanh nền tảng. MB đón đầu và tiên phong trong công nghệ chuyển đổi số trong ngành tài chính ngân hàng. Chúng ta tự chủ các hệ thống nền tảng công nghệ và đáp ứng các quy mô phục vụ khách hàng là 30 triệu khách hàng. Triển khai chiến lược đầu tư cho công nghệ, quy mô đầu tư cho công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số của tập đoàn chúng ta trong các năm vừa qua thì thường xuyên có những ngân sách này từ 50 đến 100 triệu đô la trong một năm.
hệ sinh thái số với hai nền tảng chính là app MBBank và Vietcetera MBBank và nhiều của quý vị cổ đông ở đây đang sử dụng đứng đầu trong hệ sinh thái App Store và số lượng download trong 3 năm vừa qua. Chúng ta đã phát triển trên 1.000 API và phủ rộng các lĩnh vực hỗ trợ cung cấp tối đa các dịch vụ cho khách hàng. Về khía cạnh hài hòa và tổ chức lợi ích của cổ đông, thúc đẩy các hợp tác và hiệu quả, thì chúng ta đã chi trả bình quân cổ tức hàng năm là 20,8%. Và báo cáo quý vị cổ đông là một số ngân hàng thì trả có phát luôn 100%, nhưng mà trả một năm trong 5 năm, nhưng chúng ta trả đều đặn trong các năm. Nếu có tích hợp tính toán theo dòng tiền ý, thì con số này nó lớn hơn 20%. Hội đồng quản trị đã thúc đẩy hợp tác với các cổ đông lớn, mang lại giá trị bền vững cho MB, hoàn thiện hệ sinh thái số và tăng khả năng tiếp cận và cung ứng dịch vụ tới mọi khách hàng. Cho tôi slide tiếp theo. Hoàn thành các nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông giao phó, thì chúng tôi có một số khía cạnh xin báo cáo với đại hội đồng cổ đông như sau. Về phát triển đội ngũ nhân sự, chất lượng và tận tâm, hội đồng quản trị cùng với ban lãnh đạo ngân hàng đã tổ chức tối ưu các nguồn lực thông qua ứng dụng công nghệ. Năng suất lao động giai đoạn 2023 thì tăng trưởng bình quân báo cáo với quý vị là khoảng 25% năm. Chúng ta không tăng nhân sự trong giai đoạn này là đáng kể. Chúng ta củng cố văn hóa doanh nghiệp với trọng tâm là phát triển bền vững và các phương pháp làm việc mới, đặc biệt văn hóa thông tin nhanh, phát triển đội ngũ lãnh đạo cao cấp có chất lượng, tìm kiếm và phát triển các chương trình tìm kiếm nhân tài. Công tác đào tạo và cập nhật kiến thức, nâng cao quản trị điều hành được chú trọng và chuyên sâu cho từng cho ngân hàng, các khối phòng ban của ngân hàng và các công ty. Chúng ta đã nâng cao hình ảnh thương hiệu của MB, ra mắt một thương hiệu, nhận diện thương hiệu mới đồng bộ với chiến lược marketing số, định vị là hình ảnh năng động và thông minh. MB đã chuyển trụ sở chính về tòa nhà 18 Lê Văn Lương hiện đại và bề thế. Đến cuối năm 2023 thì MB có 322 điểm giao dịch và đã triển khai mô hình Smartbank gồm có 68 Smartbank. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư giúp gia tăng hiệu quả và hình ảnh của MB về khía cạnh vốn điều lệ và đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh doanh và tương đối cổ đông. MB đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu trong năm 2023 theo đúng quyết nghị của cổ đông. Đến tháng 3 năm 2024 thì MB đã hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và SCIC, đang triển khai các thủ tục tăng vốn khác và dự kiến vốn điều lệ sẽ được nâng lên mức 53.000 tỷ đồng. Về khía cạnh các công ty thành viên, thì ngoài các thông tin và quý vị cổ đông vừa theo dõi thì chúng ta đã hoàn thành việc nâng cấp MB Cambodia thành ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MB sở hữu 100% vốn và chính thức hoạt động từ tháng 1 năm 2023 với định hướng là kinh doanh số và bán lẻ. Bắt đầu đã có lại. Theo tham vấn của Ngân hàng Quốc gia Campuchia thì MB đang tiến hành các thủ tục và nghiên cứu tham gia một dự án liên doanh với MB Campuchia. Giai đoạn tới xin đề xuất của đại hội cổ đông tiếp tục triển khai những pháp lý và thay đổi các hiện diện thương mại tại nước ngoài gồm có liên doanh ở Campuchia và tính toán những phương án tại Lào. Về khía cạnh các kết quả đã ghi nhận được thì các quý vị đã biết giai đoạn vừa qua ấy, thì những giải thưởng mà chúng ta đã đạt được gồm có những giải thưởng quan trọng về doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á, thương hiệu mạnh Việt Nam, doanh nghiệp của vốn hóa lớn được nhà đầu tư yêu thích và các cái hoạt động khác. Về khía cạnh cộng đồng thì các quý vị đã xem trên clip và chúng ta có thể tự hào rằng song song doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả thì MB là một doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia đóng góp lớn cho các công tác an sinh xã hội của đất nước, của quân đội và các địa phương. Báo cáo quý vị đấy là nội dung mà tôi xin tổng kết cái nhiệm kỳ 5 năm, cái giai đoạn 5 năm vừa qua. Sau đây thì tôi xin báo cáo về cái định hướng của hội đồng của cái nhiệm kỳ 2024 và 2029. Dù hiện nay thì chúng ta chưa tiến hành công tác nhân sự, nhưng mà nội dung này là nội dung chúng tôi đã đăng ký và báo cáo hội nghị. Về môi trường kinh doanh trong giai đoạn tới thì chúng ta đánh giá rằng là diễn biến kinh tế xã hội, kinh tế thế giới diễn biến cũng tương đối phức tạp và khó lường. Tuy nhiên, cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ chi phối mạnh đến sự phát triển của bản thân Việt Nam của chúng ta.
và đặc biệt là ngành ngân hàng, và trong đó có FPT, các xu thế phát triển bền vững, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Tăng trưởng Việt Nam vài năm tới ở mức tiềm năng, đặc biệt là ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm sẽ phát triển tương đối tốt dựa trên sự phát triển kinh tế cũng như là phát triển về công nghệ. Chính phủ sẽ điều hành ổn định các vấn đề về kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá và hoàn thiện thể chế. Ngân hàng nhà nước sẽ thực thi các chính sách linh hoạt để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản. Chúng tôi dự đoán rằng là trong giai đoạn tới thì Việt Nam sẽ tăng trưởng quanh cái mức từ 5,5 đến 6%. Và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ tính toán vào cái mức tăng trưởng và khả năng đầu tư cũng như là tăng trưởng thị phần của chúng ta trong giai đoạn tới. Như vậy thì trong giai đoạn tới với cái định hướng là phát trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu, thì MB định vị trong top 3 các cái nhóm ngân hàng có hiệu quả cao, an toàn và các chỉ tiêu về quy mô và lợi nhuận sẽ phấn đấu cao hơn bình quân ngành. Tổng tài sản sẽ tăng trưởng bình quân khoảng 14%, huy động vốn tăng khoảng 15% và tín dụng dự kiến tăng trưởng khoảng 15%. Báo cáo với quý vị là nếu chúng ta có được phê duyệt cái dự án nhận ngân hàng không đồng thì tốc độ tăng trưởng có thể cao hơn. Lợi nhuận sẽ dự kiến tăng trưởng trên mức 12% một năm, nợ xấu kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ tăng an toàn vốn tối thiểu tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nước và có mức dự phòng. Các chỉ tiêu về hiệu quả là tốc đầu ngành như ROA, ROI và đặc biệt là quản lý chi phí CIA. Số lượng khách hàng đến cuối nhiệm kỳ tới sẽ đạt mức 40 triệu khách hàng, tỷ lệ cổ tức quanh mức từ 15 đến 20%. Về định hướng xây dựng tổ chức dài hạn của MB thì báo cáo với các quý vị cổ đông ấy, ban lãnh đạo ngân hàng đã định hướng có 8 cái định hướng quan trọng của MB sẽ tập trung xây dựng trong cái giai đoạn tới. Thứ nhất là chúng ta là tổ chức tập trung tạo ra giá trị cho khách hàng. Đây là mục tiêu và phương châm xuyên suốt của chúng ta trong tất cả các hoạt động cũng như là thiết kế về các tổ chức dịch vụ cũng như là các hệ thống công nghệ để hỗ trợ, là tổ chức có năng lực công nghệ vượt trội, là tổ chức quyết định dựa trên khách hàng và dữ liệu. Báo cáo với quý vị là đây là những yêu cầu vô cùng quan trọng để trở thành doanh nghiệp số. Chúng ta tập trung cho đầu tư kinh doanh nền tảng. Quý vị có thể nhìn thấy là mục tiêu mà có 50-70% doanh thu trên kênh số, thì đây là chính là cái định hướng mà chúng ta triển khai mục tiêu này. Chúng ta là tổ chức dám thử nghiệm và chấp nhận thất bại nhưng mà có kiểm soát để tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới như chúng ta đã làm được tương đối tốt vào cái nhiệm kỳ vừa qua. Là tổ chức có phương pháp làm việc khoa học, và MB đã tổ chức cái và triển khai xây dựng các cái phương pháp làm việc khoa học mới để thích ứng với cái giai đoạn phát triển số và ứng dụng số, kinh doanh số cho giai đoạn vừa qua. Là tổ chức học hỏi và hạnh phúc, và làm tổ chức phát triển bền vững. Đây là những cái định hướng quan trọng dài hạn của FB trong nhiệm kỳ tiếp theo. Cuối cùng, các chương trình trọng điểm thì chúng ta sẽ triển khai các chương trình trọng điểm về chiến lược, quản trị với tiêu chuẩn cao, chỉ đạo chiến lược, nhân sự và quản trị công ty thành viên, ổn định cơ cấu cổ đông và xây dựng giá trị doanh nghiệp, nâng cao giá trị và đặc biệt nâng cao hiệu quả của hệ thống mạng lưới, thúc đẩy các phương án cơ cấu nợ và xử lý nợ xấu, tiếp tục triển khai các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn tiếp theo. Thì chi tiết của nội dung này thì tôi đã gửi đến quý vị cổ đông trong cái báo cáo kèm theo tài liệu đại hội. Thì trên đây là cái nội dung mà hội đồng quản trị cái giai đoạn vừa rồi báo cáo với cổ đông cả hai cái nhóm. Thứ nhất là nhóm đã triển khai trong cái giai đoạn vừa qua, và thứ hai là định hướng cho giai đoạn mới. Tiếp theo xin mời đồng chí tổng giám đốc ngân hàng 3.1% mà chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn thách thức từ việc thắt chặt kinh tế của Mỹ và châu Âu. Đối với nền kinh tế Việt Nam thì năm 2023 chúng ta chỉ tăng trưởng GDP được 5.05%, không hoàn thành kế hoạch mục tiêu của Quốc hội đề ra. Tuy nhiên chúng ta cũng là một điểm sáng trong nền kinh tế khó khăn của toàn cầu, và CPI thì cũng đã được kiềm chế ở mức 3.25% và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra của chính phủ. Năm 2023 là một năm chúng ta chứng kiến tình hình
xuất nhập khẩu của Việt Nam gặp khó khăn, trong đó tổng nhu kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 giảm 6.6% so với năm 2022. Đặc biệt là trong 3 quý đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chúng ta giảm trên 15%, và nhờ quý tư có cái sự phục hồi của nền kinh tế và xuất nhập khẩu thì tổng cả năm thì Việt Nam giảm 6.6%. Tổng tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ngân hàng năm 2023 đạt 13.8%, đây là một con số thấp so với các năm vừa qua, và tổng huy động vốn tăng 10.9%. Đối với MB Group thì trong bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam rất khó khăn năm 2023, thì MB cũng đã có được một số bước phát triển khá khích lệ. Thì trong đó tổng tài sản hàng sản của toàn tập đoàn chúng ta đạt 944.954 tỷ đồng và tăng trưởng 29.7%, vượt 13.8% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Lợi nhuận trước thuế chúng ta cũng đạt được 26.306 tỷ đồng và đạt 15.7, tăng trưởng 15.7% so với năm 2022 và vượt 0.8% so với kế hoạch. Tín dụng toàn tập đoàn chúng ta tăng trưởng 28.1% và đạt 651.346 tỷ đồng. Trong đó huy động vốn chúng ta cũng tăng trưởng 30.5% và đạt 671.154 tỷ đồng. Doanh thu của ngân hàng và các công ty thì đạt được 59.888 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2022. Và tỷ lệ nợ xấu chúng ta kiểm soát ở mức 1.54%, kế hoạch là 2%. Với các tốc độ tăng trưởng như vậy thì toàn tập đoàn MB chúng ta có được tốc độ tăng trưởng tín dụng thuộc top 2 của ngành, và chúng ta có lợi nhuận đạt top 3 của ngành và tăng một bậc so với năm 2022. Chúng ta cũng đã triển khai các công tác về hiệu lực tập đoàn, củng cố các mô hình quản trị, chuyển đổi số. Một số công ty do ảnh hưởng của thị trường nên chưa hoàn thành được kế hoạch, đặc biệt là các công ty con như là công ty MBS, MBK và M-Credit. Chúng ta cũng đạt được tốt đầu các chỉ số về hiệu quả và chất lượng ROE. Chúng ta đạt được 23.9%, ROA là 2.5% và CI chúng ta kiểm soát ở mức 28.2%. Đây là các chỉ số thuộc tốt đầu của ngành ngân hàng. Về riêng lẻ của ngân hàng MB thì báo cáo các anh chị, tổng tài sản chúng ta đạt được 902.000 tỷ đồng và tăng trưởng 30.6%, tín dụng của chúng ta tăng trưởng 28.8% và đạt 615.000 tỷ đồng, huy động vốn thì chúng ta đạt được 669.000 tỷ đồng và tăng trưởng 29.5%. Đặc biệt trong đó có một cái điểm sáng của năm 2023 là CASA chúng ta thời điểm cuối năm đạt 40.1%, đây là cái tỷ lệ CASA cao nhất của hệ thống ngân hàng. Doanh thu của một riêng ngân hàng thì đạt 39.000 tỷ đồng và tăng 87%. Lợi nhuận trước thuế thì chúng ta đạt được 24.688 tỷ đồng và tăng trưởng 21.5% so với năm 2022. ROE đạt được 24.5%, cũng thuộc tốt đầu của ngành ngân hàng. CI của riêng ngân hàng chúng ta kiểm soát ở mức dưới 30%, đạt 29.15%. So với năm 22 thì chúng ta là 29.4%, thì có cải thiện so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu chúng ta kiểm soát tốt ở mức 1.35%, và năng suất lao động thì tiếp tục tăng trưởng 15% so với năm 2022, đạt 2.45 tỷ đồng trên người. Đây là lợi nhuận sau thuế trên đầu người. Chúng ta cũng năm 2023 thì chúng ta cũng chứng kiến MB có một cái sự bứt phá tiếp tục về phát triển khách hàng. Chúng ta phát triển được 6.3 triệu khách hàng và đạt lũy kế đạt 26.5 triệu khách hàng, thuộc cái nhóm ngân hàng có số lượng khách hàng đông nhất thống hiện nay, và đến hết quý 1 thì chúng ta cũng đã được trên 27 triệu khách hàng. Doanh số giao dịch đã tăng trưởng bình quân là 1.5 lần trên năm trên tất cả các nền tảng của MB. Chúng ta tiếp tục chuyển dịch bán lẻ và dư nợ bán lẻ cũng tăng trưởng bình quân trên 29%, và năm 2023 dư nợ bán lẻ chúng ta cũng đạt được 50.7%, và tỷ lệ tiền gửi tôi đã nói rồi, chúng ta có tỷ lệ CASA tăng trưởng tốt và tỷ lệ tốt nhất thị trường này. Năng lượng hạ tầng chúng ta cũng đáp ứng được nhu cầu giao dịch thường xuyên của 30 triệu khách hàng và đáp ứng được toàn bộ các cái giao dịch cũng như các cái công nghệ hiện đại hiện nay trên thế giới. Năng suất lao động thì chúng ta cũng tiếp tục tăng trưởng 15%. Về các cái chỉ số về chuyển đổi số thì năm 2023 các cái tỷ lệ giao dịch trên kênh số
để chúng ta đạt được 97. À, 96.7% tăng trưởng 2.3%, năm 2022 chúng ta có 94.4% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Số lượng khách hàng sử dụng và có app của MB là chúng ta tăng trưởng từ 16.2 triệu lên 22.4 triệu khách hàng có sử dụng app MB. Số lượng user biết chúng ta cũng tăng trưởng từ 170.000 lên 247.000, như vậy chúng ta cũng tăng trưởng hơn 70.000 khách hàng doanh nghiệp sử dụng biết tại MB. Và tỷ lệ doanh thu trên kênh số chúng ta cũng tăng trưởng từ 15.1% lên 24.4%. Chúng ta cũng có 86% khách hàng được phục vụ trên các cái nền tảng số và 6.087 lượt go live các tính năng tự động hóa và tăng 1.5% so với năm tăng 1.5 lần so với năm 2022. Chúng ta cũng đã kết nối được với 300 đối tác thông qua cái nền tảng API của MB và có 54 mini app được tiếp tục phát triển trên nền tảng app MB. Và chúng ta trong năm chúng ta cũng phát triển 888 API. Này là API chúng ta tự phát triển để kết nối với các doanh nghiệp và chúng ta cũng tăng gấp 2 lần so với năm 2022. Về phát triển bền vững ESG, năm 2023 chúng ta có gần 65.000 tỷ dư nợ cho vay các doanh nghiệp chuyển đổi về năng lượng cũng như là chuyển đổi xanh trên đất nước Việt Nam. Và cái việc này cũng đã tăng trưởng 47% so với 2022 và chiếm 10% tổng dư nợ tín dụng của MB. Với 10% là chúng ta cũng đang đứng đầu, không những ở Việt Nam mà đứng đầu trên thế giới. Bởi vì các ngân hàng tốt nhất ở châu Âu cho vay về tín dụng xanh thì khoảng 7-8%, thì chúng ta đã đạt được số 10%. Về nhân sự thì chúng ta cũng đã có bình quân 51 giờ đào tạo cho mỗi nhân viên trong năm vừa qua, và chúng ta cũng đào tạo chuyên biệt về ESG cho 120 cán bộ nhân viên của MB để chuẩn bị cho cái việc phát triển mạng ESG trong năm tiếp theo. Chúng ta cũng đã có chiến dịch High Green Bình Minh Xanh và cũng thu hút được khoảng 29.000 người tham dự cái giải chạy này để đóng góp được khoảng 81 tỷ đồng của MB biến bãi rác thành công viên cho các cái tỉnh thành phố ở Việt Nam. Chúng ta cũng đã chuyển đổi 96.7% các hoạt động vận hành của MB lên nền tảng số để không sử dụng giấy tờ. Chúng ta có 3.350 chiến dịch gây quỹ trên nền tảng thiện nguyện là nền tảng của MB và cũng đã huy động được 452 tỷ đồng để phục vụ cho công tác an sinh xã hội. Và chúng ta cũng đã tham gia trên 100 chương trình an sinh xã hội của cộng đồng và chúng ta đã đóng góp riêng của MB là 247 tỷ đồng. Về năm 2024 thì báo cáo với hội đồng với đại hội, năm 2024 vẫn dự báo một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các tổ chức lớn như IMF, WB hay OECD đều dự báo GDP toàn cầu tăng trưởng không tích cực năm 2024 và dự kiến tăng trưởng 2.9% so với 3.1% năm 2023. Và các thách thức lớn như nền kinh tế của Trung Quốc cũng gặp nhiều vấn đề, trong đó có bất ổn thương mại, nhiều bất ổn chính trị, nhiều điểm nóng trên thế giới vẫn tiếp tục và chưa có kiểm soát. Fed vẫn tiếp tục duy trì lãi suất cao và lạm phát cơ bản của Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Lạm phát châu Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là một số vấn đề lớn của nền kinh tế thế giới. Kinh tế trong nước thì dự kiến tiếp tục phục hồi rõ nét hơn năm 2023 với đóng góp từ tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu cùng các biện pháp hỗ trợ của chính phủ như giảm khoản thuế tiền thuế đất, giảm thuế VAT, chính sách hỗ trợ lãi suất của ngân hàng nhà nước, tăng thu hút, giải ngân FDI, giải ngân các dự án đầu tư công, ổn định các cân đối lớn của nhà nước. Hoạt động của ngành ngân hàng còn gặp một số khó khăn, thách thức như nhu cầu tín dụng phục hồi chậm. Báo cáo hội nghị là năm 2024 hết quý 1 thì toàn ngành chỉ có tăng trưởng được 0.26% tín dụng. Đây là một số thấp nhất trong các năm vừa qua. Nợ xấu của toàn ngành tiếp tục tăng cao. Lượng trái phiếu đáo hạn năm 2024 lớn ước tính 360.000 tỷ đồng và các nhà hàng phải gia tăng
trích lập dự phòng rủi ro, biên lợi nhuận các ngân hàng giảm đáng kể so với các năm trước đây. Nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, tiến độ giải ngân đầu tư công, vướng mắc thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp chưa được tháo gỡ kịp thời. Một số chỉ tiêu tăng trưởng của Việt Nam, trong đó GDP chúng ta dự kiến tăng trưởng 6-6.5%, CPI thì kiểm soát ở mức 4-4.5%, tín dụng ngân hàng cũng dự kiến tăng trưởng khoảng 15%, huy động vốn của ngành dự kiến tăng trưởng 10%, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thì dự kiến tăng trưởng tích cực trong năm 2024, và xuất nhập khẩu chúng ta dự kiến tăng trưởng 16%. Với các cái mục tiêu chung của đất nước và tình hình kinh tế thế giới như vậy thì MB cũng đặt ra một số cái định hướng hoạt động trong năm 2024. Trong đó chúng ta tập trung một số định hướng như sau. Tập trung triển khai các sáng kiến chiến lược giai đoạn 2022-2026, hấp dẫn khách hàng và liên kết khách hàng. Chúng ta tập trung phát triển năm 2024 đạt 30 triệu khách hàng. Đẩy mạnh hiệp lực tập đoàn, thúc đẩy bán chéo để mở rộng quy mô thị phần và tăng sức cạnh tranh của tập đoàn. Tự động hóa hoạt động vận hành, tối ưu chi phí CI đảm bảo kiểm soát dưới 30%, quy hoạch và tăng hiệu quả kinh doanh trên các kênh phân phối, cải tiến chất lượng dịch vụ theo các điểm chạm. Và một số mục tiêu cụ thể năm 2024 như sau. Về phát triển khách hàng thì chúng ta đang có 26.5 triệu khách hàng năm 2023, dự kiến năm nay chúng ta phát triển tối thiểu là 45 triệu khách hàng nữa để đạt mốc 30 triệu khách hàng. Tổng tài sản chúng ta sẽ vượt mốc 1 triệu tỷ, đạt 1.068 tỷ, tăng trưởng 13% so với năm 2023. Vốn điều lệ chúng ta dự kiến tăng trưởng lên mức 61.643 tỷ đồng và tăng trưởng 18.2% so với năm 2023, và dự kiến chi cổ tức 15-20%. Về huy động vốn thì chúng ta dự kiến huy động vốn tăng trưởng khoảng 10% phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Về tăng trưởng tín dụng chúng ta dự kiến tăng trưởng 15-16% theo cái rung ngân hàng nhà nước giao từ đầu năm là 15-6%. Nếu trong năm nay mà chúng ta có được cái chương trình nhận diễn ra bắt buộc và có cái rung tăng trưởng cao hơn thì chúng ta sẽ thực hiện tăng trưởng cao hơn thì theo diễn biến của thị trường và rung của ngân hàng nước cấp. Lợi nhuận trước thuế dự kiến chúng ta tăng trưởng 6-8% năm 2024, thu phí dịch vụ tăng trưởng ở mức 20-25%, ROE đạt mức 22% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 2%. Kính thưa toàn thể hội nghị, năm 2024 là năm MB kỷ niệm 30 năm thành lập. Chúng ta thành lập năm 1994, MB cam kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các kế hoạch đã đề ra, quyết tâm xây dựng thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính toàn cầu, mang lại các giá trị cho khách hàng, cổ đông, quân đội và đất nước. Xin trân trọng gửi lời tri ân đến quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác đã luôn tín nhiệm và đồng hành cùng MB. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành các kế hoạch kinh doanh năm 2024. MB rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của ngân hàng nhà nước, của quốc phòng, các cơ quan hữu quan, quý cổ đông, quý khách hàng cho các kế hoạch và các giải pháp phát triển của MB trong năm 2024. Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý vị cổ đông, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin được trình bày báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông MB với các nội dung như sau. Phần thứ nhất, về kết quả hoạt động của ban kiểm soát giai đoạn 2019-2024. Một, về tổ chức hoạt động của ban kiểm soát. Ban kiểm soát MB hoạt động 14 thành viên chuyên trách là các nhân sự có trình độ, năng lực lãnh đạo quản lý, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Giai đoạn 2019-2024, ban kiểm soát được triển khai nhiệm vụ tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định nội bộ và ứng dụng các công nghệ trong triển khai hoạt động. Kiện toàn tổ chức, ban hành các quy định nội bộ ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của mỗi thành viên. Các thành viên ban kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn của ban kiểm soát theo quy định. Quá trình triển khai nhiệm vụ, ban kiểm soát đã phối hợp và làm việc với hội đồng quản trị, ban điều hành về kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát, kết quả hoạt động giám sát,
chiến lược kiểm toán nội bộ giai đoạn 2022-2026, kế hoạch và kết quả các công trình kiểm toán nội bộ, trao đổi cung cấp thông tin giữa ban kiểm soát, hội đồng quản trị, ban điều hành và các đơn vị liên quan được kịp thời nhất quán. Hội đồng quản trị, ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát triển khai nhiệm vụ. Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, các ủy ban hội đồng quản trị và các cuộc họp khác có liên quan. Ban kiểm soát cũng đã đóng góp các ý kiến độc lập khách quan đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị. Hai, hoạt động giám sát của ban kiểm soát. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên và bao quát các hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định nội bộ khác. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm, hoạt động quản trị điều hành, tình hình thực thi chiến lược triển khai các dự án trọng điểm, hoạt động chuyển đổi số, hoạt động tài chính kinh doanh, xử lý việc thu hồi nợ, cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng, hiệu quả hệ thống mạng lưới, rà soát hợp đồng giao dịch của MB và bên liên quan, công tác quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ. Thông qua hoạt động giám sát và phối hợp giữa ban kiểm soát và hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát đã đề xuất kiến nghị với hội đồng quản trị, ban điều hành các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng lực quản trị rủi ro, an toàn hệ thống. Hội đồng quản trị, ban điều hành đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị tích cực thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát. Thì kết quả giám sát hoạt động cho thấy công tác quản trị điều hành tại MB được tổ chức và triển khai đúng quy định và ứng dụng các thông lệ tốt trong quản trị điều hành. Với phương châm an toàn bền vững, giai đoạn này MB đã triển khai hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược 2017-2022, củng cố năng lực quản trị và hoàn thiện mô hình tài chính tập đoàn đa năng, chuyển đổi nhận diện thương hiệu mới của ngân hàng và công ty thành viên, xây dựng và triển khai phương pháp làm việc mới trong tập đoàn, chuyển giao thành công nhân sự cấp cao là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc, kiện toàn mô hình tổ chức và các quy định nội bộ, kiện toàn các ủy ban, hội đồng của hội đồng quản trị, hệ thống phân cấp thẩm quyền, chú trọng văn hóa doanh nghiệp, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Kính thưa đại hội, giai đoạn 2019-2024, MB đã xây dựng và triển khai chiến lược 2022-2026 với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu. Theo đó, MB đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng kiến chiến lược với trọng tâm chuyển đổi số mạnh mẽ. Việc ứng dụng kết quả các giải pháp sáng kiến chiến lược đã góp phần tăng hiệu quả hoạt động, tăng năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, an ninh an toàn hệ thống. Với sự chỉ đạo sát sao của hội đồng quản trị, sự quyết liệt sáng tạo trong tổ chức triển khai của ban điều hành, sự đồng lòng tận tâm của hơn 16.000 cán bộ nhân viên, kết quả kinh doanh của MB giai đoạn này đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích cổ đông thông qua tăng giá trị vốn hóa và chi trả cổ tức đều đặn hàng năm. Với những thành tích đạt được, MB và các nhiều cá nhân đơn vị trong MB đã nhận nhiều danh hiệu cao quý của chính phủ, ngân hàng nhà nước, bộ quốc phòng, cơ quan quản lý và các tổ chức hiệp hội uy tín trong và ngoài nước. Về kết quả năm 2023, với sự chủ động và quyết tâm thích ứng nhanh với thị trường, kết quả kinh doanh MB tăng trưởng an toàn, ổn định, hoàn thành vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu chất lượng hiệu quả của tốc dẫn đầu thị trường, công tác chuyển đổi số của ngân hàng triển khai mạnh mẽ. Lũy kế đến năm 2023, MB đã thu hút được hơn 26 triệu khách hàng thuộc tốc dẫn đầu về quy mô khách hàng và số lượng giao dịch, các chỉ tiêu an toàn hoạt động được kiểm soát tốt. Chi tiết các nội dung được thể hiện trong báo cáo của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành và báo cáo tài chính đã được kiểm toán gửi tới quý vị cổ đông. 3. Thẩm định báo cáo tài chính, rà soát hợp đồng giao dịch các bên liên quan. Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của MB, thực hiện rà soát hợp đồng và giao dịch các bên liên quan theo quy định. Thông qua giám sát và thẩm định báo cáo tài chính cho thấy, xét trên góc độ trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, kịp thời tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của MB. Báo cáo tài chính và hệ thống thông tin chính sách kế toán được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và áp dụng các quy định hiện hành. MB tuân thủ các chỉ tiêu giới hạn an toàn tài chính. 4. Về hoạt động kiểm toán nội bộ, hoạt động kiểm soát giám sát tại công ty thành viên. Ban kiểm soát đã chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với kiểm toán nội bộ trong việc tổ chức hoạt động chuyển đổi năng lực kiểm toán nội bộ, xây dựng và triển khai chiến lược kiểm toán nội bộ 2022-2026, công tác phát triển nguồn lực, ban hành quy định nội bộ kiểm toán nội bộ, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, công tác chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán.
triển khai các chương trình phát sinh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý, đồng thời định hướng và chỉ đạo hoạt động giám sát tại các công ty thành viên thông qua người đại diện là trưởng ban kiểm soát, chủ nhiệm ủy ban kiểm toán tại các công ty. Với sự định hướng chỉ đạo và giám sát cấp cao của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ của MB và hoạt động giám sát tại công ty thành viên liên tục được kiện toàn, tăng năng lực và vai trò kiểm toán tại đơn vị. Kết quả các chương trình kiểm toán được báo cáo kịp thời tới hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành và được các đơn vị tiếp thu, tích cực thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ. Phần 2, phương hướng hoạt động ban kiểm soát giai đoạn 2024-2029 và kế hoạch 2024. Kính thưa đại hội, MB đã kết thúc 2 năm đầu tiên triển khai chiến lược giai đoạn 2022-2026 với những kết quả khá ấn tượng. Tuy nhiên, giai đoạn 2024-2029 được dự báo kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh trong nước và hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng còn khó khăn. Ban lãnh đạo MB đã nghiên cứu phân tích dự báo tình hình, trên cơ sở đó xây dựng định hướng giai đoạn 2024-2029 và kế hoạch 2024. Bám sát tầm nhìn chiến lược trở thành doanh nghiệp số tập đoàn tài chính dẫn đầu, tiếp tục ưu tiên phát triển bền vững với các mục tiêu kế hoạch giai đoạn mới và năm 2024 được thể hiện trong báo cáo của hội đồng quản trị, ban điều hành. Ban kiểm soát xây dựng định hướng giai đoạn mới và kế hoạch 2024 phù hợp với định hướng kinh doanh của MB và các quy định pháp luật quy định nội bộ với phương châm chuẩn mực, chuyên nghiệp, hiệu quả và mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của ban kiểm soát giai đoạn 2024-2029. Tiếp tục nâng cao vai trò của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, MB và các công ty thành viên, góp phần vào sự phát triển bền vững của MB. Theo đó, các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch của ban kiểm soát giai đoạn 2024 mới và kế hoạch 2024 được xây dựng và triển khai nhằm thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn của ban kiểm soát. Các nội dung cụ thể được nêu trong báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội. Phần 3, một số kiến nghị đề xuất. Chính trình đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội về kết quả hoạt động giai đoạn 2024-2029 và phương hướng nhiệm giai đoạn 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029, kế hoạch năm 2024 với hội đồng quản trị và ban điều hành. Một, kiện toàn tổ chức hoạt động của hội đồng quản trị, các ủy ban trực thuộc, các văn bản nội bộ, triển khai các nội dung khác theo nghị quyết tại hội đồng cổ đông 2024, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm mở rộng kinh doanh, phát triển an toàn bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục đầu tư cho công nghệ, đầu tư nền tảng phù hợp với định hướng chiến lược, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, an ninh an toàn hệ thống, quyết liệt triển khai hoàn thành chiến lược giai đoạn 2022-2026, tăng cường khai thác và hiệp lực sức mạnh tập đoàn, triển khai các chỉ đạo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý. Kính thưa đại hội, trên đây tôi đã trình bày báo cáo tóm tắt của ban kiểm soát trình đại hội cổ đông, đồng cổ đông MB. Các nội dung chi tiết kính mời quý vị nghiên cứu báo cáo của ban kiểm soát, hội đồng quản trị, ban điều hành trong bộ đại diện gửi quý vị. Nhân dịp này, thay mặt ban kiểm soát, tôi xin được trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý, các quý vị cổ đông. Xin trân trọng cảm ơn hội đồng quản trị, ban điều hành, các công ty thành viên và toàn thể cán bộ nhân viên MB đã tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát triển khai và thực hiện nhiệm vụ. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Trương Quốc Khánh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thưa đồng chí Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kính thưa đồng chí đại biểu, quý vị cổ đông Ngân hàng Quân đội, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, tôi rất vui mừng được đến dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Thay mặt Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, tôi gửi đến các đồng chí đại biểu cùng toàn thể quý vị cổ đông lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
thưa toàn thể các đồng chí, giai đoạn 2019-2023, thế giới chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, xung đột quân sự và khủng hoảng kinh tế tại nhiều quốc gia lớn đã tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với Việt Nam, dưới sự toàn đảng, toàn dân và toàn quân là đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, duy trì kinh tế trong nước ổn định và tăng trưởng GDP cao hơn bình quân thế giới, lạm phát duy trì ở mức thấp. Như các đồng chí biết, GDP chúng ta đạt 5,05%, lạm phát thì 3,25% dưới mức quy định. Chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ vững chắc, an ninh trật tự trên địa bàn cả nước được giữ vững. Trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ngành ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức lớn về tăng trưởng, hỗ trợ lãi suất theo định hướng của chính phủ. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng cán bộ nhân viên ngân hàng quân đội đã đoàn kết nắm bắt cơ hội, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, có những giải pháp căn cơ hữu hiệu phù hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm. Thưa toàn thể các đồng chí, thời gian qua ngân hàng quân đội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ quân sự quốc phòng, thực hiện chính xác, an toàn, bảo mật các nhiệm vụ thanh toán bảo lãnh của quân đội, đặc biệt trong điều kiện thế giới gia tăng sự kiểm soát, giám sát của quốc gia lớn đối với thương mại quân sự toàn cầu. Ngân hàng quân đội là đơn vị tin cậy, phục vụ có hiệu quả của các doanh nghiệp, đơn vị quân đội. Với chủ trương chuyển đổi số bằng công nghệ hiện đại, MB hỗ trợ cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, thanh toán thuận tiện và nhanh chóng. Ngân hàng đã phối hợp với các đơn vị quân đội tích cực tham gia các chương trình của Bộ Quốc phòng, các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương. Đặc biệt thời gian qua, ngân hàng quân đội đã hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng cho các công tác chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống dịch bệnh, thể hiện cái truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm đối với tổ quốc và nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ Hồ, hình ảnh của các chiến sĩ quân đội trong lòng nhân dân. Tích cực triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với ngành ngân hàng như giám sát lãi suất vay, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, phục hồi kinh tế, tập trung giải ngân mới cho các đối tượng ưu tiên theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, triển khai tín dụng xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp quân đội trong các phát triển kinh tế quốc gia. Thời gian qua tại Việt Nam phát sinh nhiều vụ việc lớn liên quan đến ngành tài chính ngân hàng, ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin của nhân dân đối với các ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh đó, ngân hàng quân đội không những duy trì tốt hiệu quả hoạt động an toàn, bền vững mà còn giữ gìn, phát huy hình ảnh tốt đẹp, tin cậy, vai trò của doanh nghiệp quân đội được nhân dân cả nước yêu mến, cán bộ chiến sĩ toàn quân tin tưởng. Ngân hàng đã quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực công tác tốt, gương mẫu, trách nhiệm, tập thể đoàn kết vững mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Đây là vấn đề quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngân hàng, khẳng định được vị thế một thương hiệu lớn, uy tín cao, đứng vững trong cơ chế thị trường và có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của ngành ngân hàng trong cả nước. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng quân đội trong thời gian qua. Thưa toàn thể các đồng chí, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bên cạnh những thuận lợi có nhiều khó khăn và thách thức mới. Các thế lực thù địch hoạt động tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội
dưới nhiều hình thức. Những khó khăn thách thức từ nền kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như hoạt động của ngành ngân hàng nói chung, ngân hàng quân đội nói riêng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, đến từ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng quân đội và các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, tôi nhất trí với phương hướng hoạt động của đồng chí chủ tịch, đồng chí tổng giám đốc của ngân hàng quân đội, và đề nghị ngân hàng quân đội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành ngân hàng và quân đội, nếu theo tinh thần thượng tôn pháp luật, tính kỷ luật nghiêm minh của quân đội, tích cực tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và chính sách hậu phương của quân đội. Hai là tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tốt văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phát triển bền vững, thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần của cán bộ nhân viên, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ nhân viên luôn tận tâm tận lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ba là tổ chức hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tiếp tục gắn bó phối hợp tốt với các đơn vị doanh nghiệp quân đội, làm tốt công tác thương mại quân sự, nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn và phát huy truyền thống, vị thế và uy tín của ngân hàng quân đội. Bốn là thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ nhân viên, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, tích cực đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế. Năm là nâng cao năng lực quản trị, điều hành, triển khai thành công chiến lược phát triển ngân hàng quân đội giai đoạn 2022-2026, và tầm nhìn đến năm 2030 trở thành tập đoàn tài chính đa năng vượt tầm khu vực và thế giới, hiện thực hóa mục tiêu top 3 thị trường và hiệu quả, hướng tới đứng đầu châu Á. Thưa toàn thể đồng chí, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu tin tưởng rằng với truyền thống 30 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, ngân hàng quân đội sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục phát triển và thành công hơn nữa giai đoạn 5 năm tiếp theo, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Ngân hàng Nhà nước, các cổ đông và khách hàng, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Một lần nữa thay mặt Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, chúc các đồng chí đại biểu, các quý vị cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng quân đội mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, sau đây em mời chủ tịch tôi xin đọc ba tờ trình của đại hội hôm nay. Tờ trình thứ nhất, tờ trình số 182, hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần quân đội quyết định đại hội cổ đông xem xét thông qua việc báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Một, thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam, bao gồm báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam, đã được công bố trên thông tin điện tử website của MB và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật và đứng kèm với tờ trình này đã được gửi đến với cổ đông. Điểm thứ hai, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và việc sử dụng lợi nhuận để lại cho các mục đích vốn kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật. Thứ nhất là lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2023 là 24.688 tỷ đồng. Hai, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2023
là 19.830,54 tỷ đồng, trích lập các quỹ 5.056 tỷ đồng. Trong đó thứ nhất là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế là 991,53 tỷ đồng. Thứ hai là quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế là 1.983,05 tỷ đồng. Thứ ba là quỹ công tác xã hội từ thiện 2,5% lợi nhuận sau thuế là 495,76 tỷ đồng. Thứ tư là quỹ khen thưởng phúc lợi 8% lợi nhuận sau thuế là 1.586,44 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại sau khi trích lập các quỹ là 14.773,76 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế để lại tích lũy trước khi trả cổ tức là 18.951,77 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận để lại liên kế các năm trước là 4.178 tỷ đồng. Chia cổ tức trong cổ đông là 10.612,65 tỷ đồng. Trong đó chi cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức là 2.653,16 tỷ đồng. Chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là tương đương 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức là 7.959,49 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế để lại tích lũy sau khi chia là 8.339,12 tỷ đồng. Đòi cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho hội đồng quản trị. Một là trường hợp luật các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản pháp luật thi hành có hiệu lực sau ngày hội cổ đông này có quy định yêu cầu tỷ lệ trích các quỹ của năm 2023 khác với điều lệ của hội đồng quản trị. Khác với tỷ lệ trên thì hội đồng quản trị quyết định thực hiện trích lập các quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hai là tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở khác trên cơ sở hài hòa lợi quyền lợi của MB, quyền lợi của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên, hội đồng quản trị có quyền một quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao hoặc ủy quyền, hai thực hiện và hoặc chỉ đạo phân công ủy quyền giao nhiệm vụ cho các cá nhân đơn vị của MB quyết định và thực hiện các nội dung cần thiết phù hợp với quy định pháp luật, hoàn chỉnh hoàn thiện và ký các văn bản giấy tờ tài liệu có liên quan, làm việc với cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị là kính trình hội cổ đông xin phép thông qua. Tờ trình thứ hai thì tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội kính trình hội cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau. Một, sự cần thiết của thực hiện tăng vốn điều lệ. Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB. Cụ thể, một là tiếp tục thực hiện chuyển tiếp trong năm 2024 các phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2023 để đảm bảo tăng vốn điều lệ hàng năm. Hai, đảm bảo tuân thủ đáp ứng các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Ba, nâng cao khả năng đầu tư năng lực cho MB và phát triển mở rộng mạng lưới, bổ sung vốn kinh doanh sinh lời cho các hoạt động. Bốn, bảo toàn và phát triển vốn phù hợp với quy định của pháp luật. Hai, kế hoạch tăng vốn điều lệ. Mức tăng vốn điều lệ trong năm 2024, MB thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 9.501.886.070.000 đồng, tăng từ 52.140.840.520.000 đồng lên 61.642.726.590.000 đồng. Cụ thể như sau. Tiếp tục thực hiện chuyển tiếp các phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2023 bao gồm tăng 1.350 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông, trong đó đến thời điểm hiện tại đã chào bán thành công 73
chuyển cổ phiếu tương đương với 730 tỷ đồng và sẽ tiếp tục chào bán 62 triệu cổ phiếu tương đương với 620 tỷ đồng còn lại, tăng 192 tỷ 400 triệu đồng thông qua phát hành 19.240.000 cổ phiếu phổ thông theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động. Và thời gian hạn hoàn tất các phương án tăng vốn điều lệ này phụ thuộc vào các văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ hai là tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 là tăng 7.959 tỷ đồng, 486.070.000 Việt Nam đồng. Vốn điều lệ thông qua phát hành 795.948.607 cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức là tương đương với mức 15% tổng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ trên thì thời gian thời hạn hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trên thực hiện theo quy định của giấy phép chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp. Thứ ba là danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần trên 20% trở lên so với vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện việc dự kiến tăng vốn điều lệ. MB không có cổ đông và người có liên quan nào có tỷ lệ sở hữu trên 20% vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại và sau khi tăng vốn. Thứ tư, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn. Tỷ lệ sở hữu cổ phần MB của nhà đầu tư nước ngoài tối đa hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn là 23.23%. Vốn điều lệ của MB được cổ đông giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trong trường hợp thay đổi tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của MB đối với nhà đầu tư nước ngoài, hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến cho hội đồng phù hợp với quy định. Thì thứ năm, kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm. Vốn điều lệ tăng thêm năm 2024 được sử dụng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông, dự kiến như sau. Đầu tư tăng năng lực bao gồm việc đầu tư nâng cấp hệ thống giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư trụ sở MB tại khu vực Hồ Chí Minh và các khu vực địa bàn trọng điểm, đầu tư khác cho việc ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng, dự kiến là 6.867 tỷ đồng. Bổ sung vốn kinh doanh khác, hoạt động khác bao gồm bổ sung vốn cho các hoạt động mô hình kinh doanh mới của ngân hàng, dự kiến là 2.634 tỷ đồng, 886.070.000 đồng. Vậy thứ ba, hiệu quả kinh doanh trên cơ sở mức vốn điều lệ mới. Với phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn điều lệ tăng thêm như trên, MB dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo báo cáo kế hoạch năm 2024 đã báo cáo đại hội. Trong đó lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự kiến tăng trưởng 6-8% so với 2023 và cổ tức dự kiến chi trả năm 2024 từ 15-20%. Hội đồng quản trị kiến trình đội cổ đông xem xét thông qua: một, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của MB như nội dung trên; hai, thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán phát hành thêm tại cơ quan có thẩm quyền; ba, ủy quyền cho và giao nhiệm vụ cho hội đồng quản trị quyết định các nội dung cụ thể và tổ chức thực hiện các phương án tăng vốn nêu trên, quyết định thời gian, lộ trình, thứ tự thực hiện các phương án tăng vốn phù hợp cụ thể với nhu cầu của thực tiễn hoạt động của MB, quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục liên quan của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư và các bên có liên quan để triển khai thực hiện các phương án tăng vốn. Các nội dung cụ thể để gửi đến quý cổ đông. Đây là tôi báo cáo ngắn gọn. Hội đồng quản trị kiến trình đợi cổ đông xem xét thông qua. Nội dung tờ trình số 3 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024. Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội kiến trình đợi cổ đông xem xét thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024 cụ thể như sau. Thứ nhất là tổng đầu tư vào tài sản tăng năng lực. Thực tế sử dụng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 là 4.521 tỷ đồng,
dự kiến sử dụng vốn chủ sở hữu tại 31 tháng 12 năm 2024 là 11.388 tỷ đồng, tăng 6.867 tỷ đồng. Thứ hai, đầu tư kinh doanh khác tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 là 84.076 tỷ đồng, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 là 96.212 tỷ đồng, tăng 12.136 tỷ đồng. Tổng cộng là vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31 tháng 12 2023 là 88.597 tỷ đồng và dự kiến vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 là 107.600 tỷ đồng, tăng thêm 19.003 tỷ đồng. Phần đầu tư tăng năng lực trong năm 2024 cụ thể được báo cáo như sau: để tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm đầu tư trụ sở MB tại khu vực phía Nam, miền Trung và các khu vực trọng điểm khác với mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính được dự toán gần nhất phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2022, năm 2026. Mục đích để đầu tư và nâng cao hình ảnh thương hiệu của MB tại các khu vực địa bàn trọng điểm có tiềm năng góp phần phát triển hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược của MB giai đoạn 2022-2026. Địa điểm lựa chọn đầu tư, ưu tiên địa điểm đầu tư tại các vùng trung tâm của các khu vực Hồ Chí Minh, các khu vực trung tâm các tỉnh miền Trung và các tỉnh thành trọng điểm tập trung đông dân cư, các trụ sở ngân hàng, giao thông thuận tiện để dễ dàng nhận diện thương hiệu. Về tiêu chuẩn, các trụ sở đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn cao của các tòa nhà trang bị hiện đại và dễ dàng nhận diện thương hiệu. Thứ hai là về đầu tư các hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư các trang thiết bị, tài sản khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của MB. Đại hội cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho hội đồng quản trị triển khai cụ thể quyết định việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chủ sở hữu trên cơ sở hiệu quả, hài hòa và lợi ích của MB, của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, hội đồng quản trị có quyền: một, quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; hai, quyết định việc sử dụng vốn chủ sở hữu của MB để đầu tư trụ sở, hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị và tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư góp vốn mua cổ phần, thành lập mua lại công ty liên kết của MB phù hợp với phê duyệt của đại hội cổ đông và quy định của pháp luật. Thứ ba, quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp cổ phần của MB tại các công ty con và dẫn đến việc chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty con hoặc công ty con đó không còn là công ty của MB. Nếu có, trên cơ sở phù hợp với nghị quyết của đại hội cổ đông, quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của MB, hài hòa lợi của cổ đông. Thứ tư, thực hiện và chỉ đạo phân công ủy quyền giao nhiệm vụ cho các cá nhân đơn vị tại MB quyết định và thực hiện các công việc cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật, hoàn thành hoàn thiện và ký các văn bản giấy tờ tài liệu có liên quan, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết để triển khai các nhiệm vụ được đại hội cổ đông giao và ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính thỉnh rồi xem xét thông qua. Tôi xin báo cáo hết và nội dung tờ trình. Cảm ơn đồng chí Phạm Lệ. Báo cáo với đại hội là chị Phương sẽ trình bày 4 tờ trình, trong đó có tờ trình thay đổi cả cái quy chế hoạt động của ban kiểm soát. Tôi xin nói bổ sung thêm một nội dung. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin thay mặt hội đồng quản trị trình bày 3 tờ trình. Tờ trình thứ nhất, tờ trình số 185 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội năm 2024. Căn cứ luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017, luật các tổ chức tín dụng năm 2024, luật doanh nghiệp năm 2020, luật chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155 quy định chi tiết thi hành luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan. Căn cứ điều lệ hiện hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, căn cứ thực tiễn quản trị điều hành tại MB, hội đồng quản trị kính trình hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội năm 2024 như sau.
1. Mục đích sửa đổi bổ sung. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ NB nhằm đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật mới tại luật tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và các quy định của pháp luật có liên quan, tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động và yêu cầu thực tiễn trong tổ chức quản trị điều hành tại NB. 2. Nội dung sửa đổi bổ sung. Nội dung sửa đổi bổ sung tại điều lệ gồm các nội dung liên quan đến nội dung hoạt động, người có liên quan, tiêu chuẩn, điều kiện, các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ, không được đảm nhiệm chức vụ của người quản lý, người điều hành, cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa, nhiệm vụ, quyền hạn của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Các nội dung khác phù hợp với luật các tổ chức tín dụng năm 2024, luật doanh nghiệp năm 2020, luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan. Thời điểm có hiệu lực của điều lệ từ 1 tháng 7 năm 2024. Chi tiết nội dung theo dự thảo điều lệ cụ thể. 3. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tại dự thảo đính kèm. 2. Giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định hoàn thiện nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu có, thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình. Tôi xin trình bày tờ trình số 2, tờ trình số 186 về việc sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng Quân đội năm 2024 như sau. 1. Mục đích sửa đổi bổ sung. Việc sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị NB và quy chế quản trị nội bộ NB nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của luật các tổ chức tín dụng năm 2024 hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ của NB sửa đổi tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động và yêu cầu thực hiện trong tổ chức quản trị điều hành của NB. 2. Nội dung sửa đổi. Quy chế quản trị nội bộ của NB. Nội dung sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ của NB gồm tiêu chuẩn, điều kiện, các trường hợp không đảm nhiệm chức vụ, không cùng đảm nhiệm chức vụ của người quản lý, người điều hành, cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa, nhiệm vụ, quyền hạn của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Các nội dung khác phù hợp với quy định của luật các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp năm 2020, luật chứng khoán năm 2019, các văn bản pháp luật có liên quan và điều lệ NB sửa đổi. 2. Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị NB. Nội dung sửa đổi bổ sung tại quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị NB gồm nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, các nội dụng khác phù hợp với luật các tổ chức tín dụng năm 2024, luật doanh nghiệp năm 2020, luật chứng khoán năm 2019, các văn bản pháp luật có liên quan và điều lệ NB sửa đổi, tương tự như các nội dung điều chỉnh tại quy chế quản trị nội bộ của NB. 2.3. Thời điểm có hiệu lực của quy chế quản trị nội bộ NB và quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị NB từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, ngày luật các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực. Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung các điều khoản mục cụ thể. 25% thì năm cái kỳ tiếp theo chúng ta dự kiến 5 năm tới thì mức tăng trưởng bình quân rơi vào khoảng 15%. Thì đây thì có vấn đề gì không? Khi mà ta làm trước thì ta tăng trưởng nhanh như vậy. Báo cáo với quý vị cổ đông thì giai đoạn 2023-19-24 thì toàn thị trường tăng trưởng bình quân hàng năm cũng rơi khoảng 13-15% thôi. Thì tuy nhiên thì NB chúng ta đã có những cái thời cơ khi chúng ta có cái quản trị tốt thì được tận dụng cái room tăng trưởng trong giai đoạn vừa qua. Thì chúng ta có cái tăng trưởng quy mô có năm đạt đến 28% trong năm 2023. Thì đối với 5 năm tiếp theo thì hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế thì báo cáo của quý vị cổ đông thì năm nay cái này rất cao, chúng ta tăng trưởng khoảng trên 15%. Nhưng chúng ta có chuẩn bị một cái tình huống mà có cơ hội thì chúng ta có thể có cái quy mô tăng trưởng cao hơn. Cụ thể là gì? Nếu chúng ta có cái tăng trưởng kinh tế tốt trong 5 năm tới, đồng thời ngân hàng NB chúng ta được giao tái cơ cấu một ngân hàng không đồng
thì cái cơ hội này có thể giúp cho ngân hàng quân đội chúng ta trong 5 năm tới có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn thị trường. Thì lý do tại sao chúng ta đặt ra về mặt giai đoạn 5 năm tới thì cái thiết kế tăng trưởng chúng ta thận trọng, thì chúng ta cũng sẽ chấp cơ hội nếu có. Thì đấy là nhóm thứ nhất. Và câu hỏi đặt ra là trong 5 năm tới cái trọng tâm nào quan trọng để tạo ra ưu tiên đột phá. 5 năm vừa qua thì chúng tôi đã trình bày và cũng như cổ đông các cái đột phá quan trọng của ngân hàng. Trong 5 năm tiếp theo thì chúng ta tập trung cái nền tảng quan trọng. Thứ nhất là tập trung cho chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng hai nền tảng kinh doanh quan trọng trên kênh số để phục vụ với số lượng khách hàng với quy mô lớn, tiếp tục thu hút khách hàng với quy mô lớn. Đặc biệt là chúng ta tăng khả năng cho vay trên tập khách hàng này. Hiện tại chúng ta có khoảng 15 triệu khách hàng hoạt động, nhưng chúng ta mới cho vay được khoảng 500.000 khách hàng thôi, báo cáo cổ đông như vậy. Còn MC chỉ cho vay được khoảng 2 triệu khách hàng. Như vậy cái dung lượng khách hàng chúng ta có thể khai thác trên cái quy mô cho vay của chúng ta còn rất lớn. Chúng ta phải tăng cường cái khả năng phục vụ, đưa ra các sản phẩm trên một đầu cùng khách hàng theo tiêu chuẩn chiến lược của chúng ta là khoảng 3 sản phẩm trên một đầu khách hàng. Và chúng ta tiếp tục tập trung mạnh đầu tư cho công nghệ và củng cố công ty thành viên. Thì đấy là vấn đề đầu tiên mà liên quan đến cái nhiệm kỳ tiếp theo, cái giai đoạn tiếp theo. Một câu hỏi mà quý vị cổ đông cũng đã đặt ra, nhiều quý vị cổ đông đã gửi và đặt ra là các quý vị cổ đông có hỏi về niêm cho vay của ngân hàng trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Thì báo cáo quý vị cổ đông đây là vấn đề lớn của ngành trong năm 2023. Khi mà cái chênh lệch giữa cho vay nó giảm nhanh chóng, thì do đó thì tốc độ tăng trưởng doanh thu so với quy mô sẽ giảm đi. Do đó thì chúng ta cần phải đặt ra mục tiêu lớn hơn về liên quan đến các cái dịch vụ của ngân hàng để duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu. Tí nữa tôi sẽ có vừa đọc một cái câu hỏi của cổ đông có liên quan đến doanh thu và các tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của năm 2024. Thì do đó thì báo cáo quý vị cổ đông ấy, song song với quá trình liên quan đến kiểm soát về liêm cho vay để duy trì được lợi nhuận, thì MB cần kiểm soát vấn đề chi phí. Mỗi năm chúng ta phấn đấu giảm 1-1.5% chi phí, và chúng ta phải duy trì được cái lợi thế của chúng ta về giao vốn, đặc biệt là tỷ lệ CASA. Thì đây là nhóm vấn đề thứ hai mà cổ đông quan tâm. Một phiếu ý kiến mà các quý vị đã gửi đến đây và cũng khá nhiều, tôi nghĩ là khá nhiều cổ đông sẽ quan tâm, thì tôi sẽ xin trả lời luôn, sau đó thì chúng ta sẽ triển khai cái nhận cái câu hỏi từ phía cổ đông. Cổ đông có nói, có hỏi là cái mục tiêu của MB trong năm 2024 thì tăng trưởng 68%. Để báo cáo với quý vị cổ đông ấy, cái phân tích của chúng tôi trong năm 2023 thì niêm toàn ngành giảm, và do đó thì nó tác động đến năm 2024 như thế nào. Trên cơ sở tính toán cái mô hình kinh doanh năm nay thì chúng tôi dự kiến doanh thu và tăng trưởng cộng với chi phí, chúng ta dự phòng cái phương án niêm giảm và tốc độ tăng trưởng tín dụng quý 1 đầu năm nay. Báo cáo với quý vị cổ đông ấy, thông thường thì quý 1 hàng năm thì tăng trưởng tín dụng nó sẽ rơi vào khoảng từ 5%-6%, nhưng năm nay thì báo cáo với quý vị cổ đông là không tăng. Đến thời điểm này tăng được khoảng 0.23% như sau. Thì là nhu cầu hấp thụ tín dụng của nền kinh tế nó thấp, đồng thời liên cho vay giảm, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành, các quý vị nếu mà có quý vị theo dõi kỹ ở đây thì năm 2023 toàn ngành đã tăng gấp đôi. Do đó thì cái áp lực về dự phòng nợ xấu tăng lên. Thì để thận trọng thì ban lãnh đạo ngân hàng quyết định một cái phương án an toàn là khoảng 6-8%, và phấn đấu là trên 10%. Và các quý vị cổ đông như vậy thì chúng ta an toàn trong cái năm nay. Và năm nay thì đề nghị cổ đông là năm 2024 ấy, thì chúng ta bình tĩnh và chuẩn bị các cái điều kiện để bền vững hơn trong giai đoạn tới. Thì đấy là câu hỏi thứ nhất. Về vấn đề liên quan đến cổ đông này cũng hỏi là cổ đông Quý Tuấn có hỏi là đồng thời cái việc là MB thì dự kiến đầu tư ra nước ngoài
chúng ta đã đầu tư ra Lào, Campuchia rồi. Hiện nay chúng ta chỉ chuyển đổi pháp lý để ứng dụng các cái mô hình kinh doanh mới mà chúng ta có lợi thế ở Việt Nam. Chúng ta phải thử xem liệu nó có hoạt động tốt ở Campuchia hay không. Và các cái quý vị cổ đông, hầu hết các ngân hàng Việt Nam khi kinh doanh quốc tế ở Campuchia hay Lào hay một số thị trường khác ấy, thì về nguyên cái mô hình hoạt động trong nước sang và cơ bản thì không hiệu quả. Thế MB muốn làm quốc tế thì phải thử một số cái mô hình mới tại Campuchia. Và nếu chúng ta thành công ở Campuchia chủ yếu dựa trên kinh doanh số thì chúng ta có thể nhân cái mô hình kinh doanh này ở một số nước khác. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu một số cái mô hình cái thị trường có quy mô dân số lớn hơn và tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể cao hơn. Nhưng mà Campuchia sẽ là nền tảng chúng ta để trả lời câu hỏi chúng ta liệu có thể làm quốc tế được không. Thì đấy là điểm tại sao chúng ta chọn Campuchia. Về cổ tức thì cổ đông có hỏi là cái tờ trình có rõ ràng không? Báo cáo cổ đông là rất rõ ràng. Năm nay chúng tôi trình cổ đông là trả 5% tiền mặt, 15% cổ phiếu. Và cái thời điểm chốt trả cổ tức sẽ được thông báo sau khi cái đại hội này thành công và triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật. Báo cáo các cổ đông như vậy. Thì đây là tôi xin trả lời nhanh một số vấn đề mà các cổ đông đang gửi đến. Sau đây thì xin mời các cổ đông sẽ cho ý kiến câu hỏi tại cổ đông để cho nó dễ thì các cổ đông giơ tay. Thì sau tôi xin phép là sẽ dần dần đi từ bên trái sang bên phải để các cổ đông xin mời anh đứng sau này. Các bạn là alo, dạ chào đại hội cổ đông, em là Thành, mã số cổ đông là 46508. Em có 4 câu hỏi. Thứ nhất đó là sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 1 ở một số cái chỉ tiêu như là lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng tín dụng, huy động, tỷ lệ CASA, tỷ lệ nợ xấu và bao phủ nợ xấu. Câu hỏi số 2 là đánh giá của ban lãnh đạo về mặt bằng lãi suất huy động và cho vay thời gian tới. Câu số 3 là giá trị cho vay Novaland đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu và các khoản cho vay này đang ở nhóm mấy. Tỷ lệ nợ xấu đối với dư nợ cho vay bất động sản cho vay doanh nghiệp bất động sản của MB là bao nhiêu. Thứ tư đó là quan điểm của ban lãnh đạo về việc đẩy mạnh cho vay chủ đầu tư bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Em cảm ơn. Cảm ơn cổ đông 46508. Xin mời cổ đông, các cổ đông cái này trước ạ. Vâng, xin mời cổ đông phía sau kìa. Xin các cổ đông đọc tên và số. Xin chào ban chủ tịch, em là tên là Huy, em đại diện cho quỹ bảo hiểm của công ty bảo hiểm BIDV. Em muốn hỏi một câu là trong cái dư nợ cho vay tổ chức tín dụng của mình ấy, thì điển hình đây ví dụ là có rõ ràng đây có SCB ấy, thì mình có thể tiết lộ là cái tỷ trọng hoặc là giá trị của bao nhiêu cho mình cho vay SCB. Cảm ơn cổ đông. Xin mời các nhóm cổ đông bên này còn ai có. Vâng, mời cổ đông cuối cùng kìa. Cạnh cái bác đang đứng bên hòi ạ. Em muốn hỏi là có hai câu hỏi. Một là xin cổ đông cho biết số. À, em là Nguyễn Đức Anh. Em có hai câu hỏi. Một là em muốn hỏi là cái dự án của người khuyết tật vào MB ấy, thì nó bị 2022-2021 em nhớ là có cái dự án đấy nhưng mà em không hiểu vì sao nó lại bị dừng và em mong muốn là ban lãnh đạo sẽ có sự quay lại về cái dự án này. Là thứ nhất, thứ hai em muốn hỏi là cái công cuộc hỗ trợ xã hội của MB đang tiến triển như thế nào rồi? Em cảm ơn. Cảm ơn các cổ đông. Xin phép mời các cổ đông bên này. À, cổ đông đầu tiên. Chào đoàn chủ tịch. Em xin có 3 câu hỏi. Số cổ đông của em là 29715. Câu đầu tiên là liên quan đến hoạt động cho vay mua nhà mà cho vay ô tô của quý 1 và kế hoạch của 2024. Có thêm kèm rằng là đối với kết quả kinh doanh của
công ty con Equity 2023 hiện đang có triển vọng nó yếu tố nền kinh tế thì 2024 nó sẽ vượt qua được cái gì xấu nhất chứ? Cái câu hỏi thứ hai thì liên quan đến việc là cái nghị quyết 42 về cái điểm xử lý nợ xấu sắp hết hiệu lực và luật tổ chức tín dụng 2025 được thi hành thì nó tạo ra một cái khoảng trống mà mọi người nói về xử lý tài sản đảm bảo cho những khách hàng mà bị chây ý. Thì đối với những hoạt động xử lý tài sản đảm bảo của ngân hàng trong thời gian sắp tới sẽ được diễn ra ra sao? Và câu hỏi cuối thì Liên cũng đã được chủ tịch đề cập trong buổi họp tại cổ đông về cái tình trạng liên tới CIC của cái khoản nợ xấu. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì cái quy mô tín dụng có khả năng bị tác động bởi liên tới CIC trong năm 2024 của mình. Cảm ơn cổ đông 29745. Xin mời các cổ đông ở bên này. Vâng, mời hai cổ đông. Bác ở xa xa cái chồng chút ạ. Theo cái phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024 thì MB có đề cập đến việc thoái vốn công ty con, thì xin MB cho biết cái thông tin kế hoạch chi tiết. Câu thứ hai là về phương án phát hành riêng lẻ thì còn 62 triệu cổ phiếu nữa, thì không biết là xin MB cũng cho biết thêm thông tin. Câu thứ ba là hiện tại thì cái vấn đề định giá đang là một cái điểm nóng, thì xin MB cho đánh giá liên quan đến vấn đề tỷ giá và lãi suất, liệu có khả năng là ngân hàng nước ở cùng sẽ tăng lãi suất điều hành để kiểm soát tỷ giá hay không? Vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn cổ đông 40923. Xin mời cổ đông bên cạnh cũng giơ tay. Em là cổ đông số 144746. Em có câu hỏi là hiện tại dư nợ của Novaland là hơn 7 tỷ và em đi tiếp tục có cam kết giải ngân thêm 10.000 tỷ nữa. Vậy khẩu vị rủi ro tín dụng của ND là gì mà tiếp tục để như vậy khách hàng như Novaland? Chính sách rủi ro tín dụng của ND trong khoảng thời gian chống hậu kỳ. Giải pháp của ND là gì trong trường hợp xảy ra tổn thất đến từ những khách hàng như thế này để bảo vệ lợi ích của cổ đông? Cảm ơn. Vâng, cảm ơn cổ đông 44716. Câu hỏi rất trực diện vào một vấn đề. Mời cổ đông xa xa kìa. Các bạn đưa micro cho cổ đông ở sân tay. Mời bác. Em là cổ đông mã 499 ạ. Em chỉ có một câu hỏi cho bàn chủ tọa thôi là xin ban lãnh đạo chia sẻ về đánh giá của ban lãnh đạo về xu hướng nợ xấu và NIM của ngân hàng mẹ và em credit trong năm 2024 so với năm 2023. Em xin cảm ơn. Vâng, mời cổ đông. Chào, 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 cái dư nợ cho vay tín dụng xanh thì như MB nói là cũng tốt đầu trong ngành. Nhưng mà trong cái phần này thì dự án cho vay lên phản ứng cho Trung Nam thì đã chiếm khoảng 30%. Và hiện nay thì tình hình trả nợ, nhóm nợ thì đang như thế nào. Cái thứ hai là cái liên quan đến việc phát hành 62 triệu cổ thì trong lần này thì thấy trong tờ trình thì có ghi là phát hành giá không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng mẹ, thì em đang hiểu là thì tại sao vậy, là phải là ngân hàng mẹ không phải là ngân hàng duy nhất, thì như vậy thì nên phát hành giá sổ sách của ngân hàng mẹ thì coi như là các phần của các công ty con thì đang được khuyến mãi thêm cho nhà đầu tư. Nếu không có ý kiến là thì em là đại diện của tổ chức nên là em thường là khi mà đi bầu cử về thì thật em muốn các cổ đông tổ chức vẫn muốn có một cái bằng chứng là mình đã biểu quyết theo cái ý định của nhà đầu tư. Từ đây thì MB thì mình phải dơ thẻ biểu quyết với các nội dung trình thì sẽ không có cái
bằng chứng gì để đem về là mình đã hiểu biết theo như thế. Thì em thấy là IB một tự hào là một ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, thì mong muốn là các đại biểu hôm sau thì chúng ta có thể có những cái hình thức biểu quyết và sử dụng cái công nghệ số để thực hiện. Cảm ơn cổ đông. Tôi xin phép để bắt đầu với phần trả lời này. Các cổ đông mà còn câu hỏi thì xin một loạt tiếp theo, còn một loạt nữa. Tôi xin chuẩn bị cái câu hỏi cho trả lời cái câu hỏi này trước. Thế thì báo cáo với cổ đông là hiện nay thì cái nhóm câu hỏi về cái kế hoạch năm 2024 ấy, thì anh đồng chí Ánh đã trình bày và tôi cũng có diễn giải tại sao là 6-8% và phần đấu 10% mà không phải 15% như thế. Rồi và mong các cổ đông cũng hiểu cho cái tình huống của năm nay. Thế còn năm 2000 với các cổ đông liên quan đến cái, các nhóm khách hàng thì anh Ánh tổng đốc sẽ chuẩn bị riêng về phần liên quan đến dư nợ cho vay SCB ấy, thì chúng tôi không cho vay SCB. Chúng ta không có cái khoản nợ nào liên quan đến cái nhóm khách hàng của SCB. Năm ngoái các cổ đông cũng hỏi câu hỏi này rồi và tôi đã trả lời cái câu hỏi này. Về cái kết quả kinh doanh của em Credit ấy, thì báo cáo với các quý vị cổ đông ấy là em Credit năm 2023 thì chúng ta vẫn có lãi khoảng 300 tỷ. Năm nay thì báo cáo với cổ đông ấy, tình hình của cho vay tiêu dùng năm 2023 là rất khó khăn. Hầu hết các công ty tài chính tiêu dùng năm 2023 đều bị suy giảm phần và giảm quy mô lợi nhuận. Năm 2022 thì em Credit có cái mức thu nhập trên vốn khoảng sấp xỉ ROE khoảng tầm 40%, nhưng năm 2023 chỉ còn lại khoảng 8% rồi. Và chúng tôi đánh giá là mặc dù MD chúng ta đã, MC đã hành động trước một bước, nghĩa là khoảng 3 năm trước thì chúng tôi đã dự đoán là cái việc cho vay tài chính tiêu dùng ý, mà cho vay không có đảm bảo cho vay tiền mặt ý. Cái mô hình cho vay tiền mặt là có khá nhiều rủi ro, do đó thì chúng ta đã chuyển dần cái mô hình cho vay sang một cái mô hình mới là dựa trên dữ liệu, vì chúng ta dựa trên cơ sở là dữ liệu của ngân hàng và một số các cái đối tác có quy mô lớn và có khả năng kiểm soát được chất lượng thông tin, vì cái rủi ro giả mạo trong ngành cho vay tài chính tiêu dùng nó chiếm khoảng 10%, và cao với quý vị cổ đông như vậy. Sau khi phát hiện được cái vấn đề này rồi thì năm 2024 thì em Credit đang có những điều chỉnh rất vô cùng chiến lược. Thứ nhất là thay bằng cái việc cho vay theo cái mô hình cho vay tiền mặt thông thường, các quý vị có thể nhìn thấy đơn giản là cho vay mà dựa trên lực lượng cho vay đóng tại các địa bàn thông qua con người thì đơn giản giảm quyết liệt, và dựa trên chúng ta sẽ phát triển cho vay dựa trên các nền tảng dữ liệu của chúng ta đang có, đặc biệt là chúng ta có 26 triệu khách hàng tại ngân hàng, có các đối tác chiến lược có hàng triệu khách hàng, chỉ dựa trên dữ liệu của chúng ta sẽ cho vay cho cái nhóm khách hàng có dữ liệu cẩn trọng. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai, năm 2023 thì cái ngành tài chính tiêu dùng nó đối mặt với một cái rủi ro là cái hệ thống thu hồi nợ bắt buộc phải thay đổi theo quy định pháp luật, do đó thì sử dụng các cái đối tác thu nợ phải điều chỉnh. Thì năm 2024 thì em Credit đang điều chỉnh cái mô hình thu nợ bằng cách là chúng ta tổ chức trực tiếp và có phối hợp đúng quy định pháp luật với các đối tác bên ngoài, do đó thì cái kết quả thu hồi nợ năm 2024 chúng tôi dự kiến sẽ có điều chỉnh. Do vậy thì năm 2024 thì em Credit sẽ đặt ra kế hoạch lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với năm 2023. Để báo cáo với quý vị cổ đông thì đối với em Credit như vậy. Một số cái nội dung liên quan đến cho vay thì mời anh ấy trả lời. Alo, báo cáo với các cổ đông. Có 3 cổ đông quan tâm đến cho vay của nhóm Novaland và Trung Nam. Thứ nhất về Novaland thì báo cáo các anh chị thì năm 2023 thì chúng ta thu hồi nợ 2.400 tỷ so với 2022. Và đến hiện nay thì dư nợ của Novaland tại MB còn không nhiều. Xin phép là tôi không nói số cụ thể vì nói ra nó phạm luật quy định và bảo mật thông tin khách hàng, nên là các cái số cụ thể không, xin phép không được nói trước công chúng. Và Novaland thì tình hình kinh doanh cũng đã
phục hồi năm 2023, và đến thời điểm này thì các vấn đề pháp lý cũng đang được giải quyết. Cái khó khăn lớn nhất của Novaland thì chắc anh chị cũng nắm hết rồi, vấn đề là pháp lý của các cái dự án Novaland, và chính phủ cũng đã rất nhiều lần họ đang hướng giải quyết cho Novaland. Dự kiến thì chắc là quý 2 này thì các cái dự án lớn Novaland này được thấu gỡ về pháp lý, và MB cho vay Novaland cũng dựa trên các cái dự án cụ thể mà chúng ta quản lý tài sản đảm bảo, quản lý dòng tiền cho đường dài. Do đó thì các cái khoản vay của Novaland tại MB cũng không đáng lo ngại, và chúng ta cũng đang quản lý tốt điều này. Còn có một cổ đông hỏi là MB cam kết cho vay 10.000 tỷ thì các biết tôi không biết số này đâu. Thì số này thì chưa có cái cam kết nào mà giải ngân 10.000 tỷ cho Nova. Thông báo với các đồng chí đại hội như vậy. Nội dung thứ hai là các đồng chí cũng có quan tâm đến nhóm Trung Nam, lý do là chúng ta cũng có cho vay 3 dự án điện mặt trời cho Trung Nam, một dự án Thuận Bắc, Thuận Nam và một dự án ở Trà Vinh. Thì 3 dự án điện mặt trời của Trung Nam thì cơ bản là đều là nằm ở trong phích 1 và phích 2, và cơ bản là cái khó khăn lớn nhất của 3 dự án của Trung Nam không phải là vấn đề pháp lý mà vấn đề là EVN thanh toán tiền chậm. Và các anh chị thì EVN trong thời gian khó khăn thì các dự án điện trong thời gian vừa qua đều chậm thanh toán từ 3 đến 4 tháng, thì việc đó là đổi dòng tiền. Còn các 3 dự án của Trung Nam chúng ta cho vay thì đều đã được COD và phát điện theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên là 3 tháng vừa rồi thì dòng tiền về chậm là có. Đấy, tuy nhiên là chúng ta quản lý theo từng dự án, và cái việc này nó cũng không ảnh hưởng lớn đến hoạt động liên tục của MB cũng như là của khách hàng. Vậy thì báo cáo với đại hội là hai khách hàng này thì đến thời điểm này thì cũng chưa có nhiều quan ngại. Về câu hỏi thứ hai của các đồng chí liên quan đến cho vay cá nhân mua bất động sản và vay ô tô, thì cá nhân vay bất động sản thì chúng tôi cũng tập trung cho vay vào các khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thật, không phải tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân kinh doanh bất động sản. Và việc này thì cái sản phẩm này cũng là sản phẩm chủ lực của MB trong thời gian vừa qua, để chúng ta cho vay nhu cầu người tiêu dùng có nhu cầu mua nhà ở. Cho vay ô tô thì MB trên thị trường không phải là một ngân hàng có thế mạnh lớn về cho vay ô tô. Trong thời gian vừa qua thì cái dư nợ cho vay ô tô của MB là tương đối ít. Cái số cụ thể thì xin phép khoảng 2 phút nữa tôi sẽ cung cấp một số cụ thể về cho vay ô tô. Về cho vay ô tô của MB rất là ít. Cho tôi chuẩn bị thêm cái số liệu này. Để báo cáo với quý cổ đông là tôi xin phép ngồi để đọc cái câu hỏi cho nó dễ. Nên là cổ đông có hỏi thêm ấy, là cái tổ chức luật đầu tư mới thì tác động đến cái việc xử lý tài sản đảm bảo như thế nào, hay là cụ thể là nghị quyết 42. Thì theo cái quy định mới thì nghị quyết 42 đã hết hiệu lực hoạt động hết hiệu lực, và cái quá trình vừa áp dụng khoảng 5 cái điều kiện trong cái tố tụng và thu hồi tài sản của nghị quyết 42 ấy, thì không, cơ bản là không được chuyển tiếp sang luật mới. Thì do đó thì đây là cái khó khăn trong ngành ngân hàng của chúng ta. Thì báo cáo với quý cổ đông trước đây, chúng ta có thể dùng cơ chế thu hồi tài sản đảm bảo và rút gọn quy trình, rút gọn trong tố tụng dân sự để rút ngắn cái thời gian ra quyết định trong một bản án dân sự. Thế nhưng mà hiện nay thì các cái điều kiện như vừa rồi tôi nói thì không được chuyển tiếp vào luật mới. Thì do đó thì chúng tôi đánh giá là cái tác động của ngành của chúng ta nói chung, còn MB phải có chiến lược riêng, là khó khăn hơn trong cái việc liên quan đến thu hồi nợ xấu và thu hồi tài sản. Nhưng mà đây là cái điều kiện pháp lý, do đó thì chúng ta phải tiếp tục các cái bài toán để giải quyết vấn đề liên quan đến khả năng thu hồi nợ xấu của chúng ta trong giai đoạn tới. Thì đấy là cái việc mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta lựa chọn khách hàng tốt, có chiến lược về quản lý chất lượng tín dụng chặt chẽ. Song song với quá trình đó là cái quy trình cảnh báo nợ xấu, các mô hình cảnh báo nợ xấu để giải quyết vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng tín dụng. Thì cổ đông có hỏi câu hỏi như vậy, cổ đông 29715. Liên đới CIC thì báo cáo với quý vị cổ đông ấy, thì hiện nay liên đới CIC của chúng tôi ấy, nó rơi vào khoảng tầm từ 10 đến 15% và có xu hướng tăng lên. Thì báo cáo với quý vị cổ đông là năm ngoái thì quý vị cổ đông cho phép là ngân hàng triển khai phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược. Và chúng ta đã triển khai phát hành riêng lẻ thành công cho hai đối tác. Và chúng tôi vẫn xin cổ đông là tiếp tục cái chương trình này với các tiêu chuẩn tương tự và tập trung vào các cổ đông và các cổ đông chiến lược mà có tác động, mà có ảnh hưởng cũng như là
tốt đóng góp cho cái mô hình kinh doanh của ngân hàng. Hiện nay vẫn đang bám theo như vậy. Vừa rồi thì quý vị cổ đông thấy là hai cổ đông lớn của chúng ta là Viettel và SCC là những cổ đông nó có cái đóng góp rất lớn cho cái mô hình hoạt động cũng như quản trị của ngân hàng. Và cái giá bán thì báo cáo quý vị thì cũng đúng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, không phải bán bằng mệnh giá. Các anh chị có hỏi thêm về cái đánh giá về biến động tỷ giá và lãi suất thì chắc là do cái lý do của thị trường trong vài ngày gần đây. Báo cáo với quý vị cổ đông thì hôm nay tôi sẽ xin nói thêm như này. Nghĩa là về tỷ giá và lãi suất thì theo cái kế hoạch đầu năm của ngân hàng nhà nước đã công bố thì tỷ giá sẽ được kiểm soát nó dao động xung quanh mức khoảng 3% đó. Nhưng mà có vẻ như những giai đoạn gần đây thì nó cái sức ép về tỷ giá tăng và lãi suất hiện nay thì chính phủ đang có xu hướng đề nghị ngành ngân hàng giảm lãi suất cho vay, và chúng ta cũng phải có một cái giai đoạn nhất là cuối năm 2023 và đầu năm 2024 ấy, thì ngành ngân hàng cũng phải hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách là giảm chi phí cho vay để giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn vừa qua. Em đi báo cáo với quý vị cổ đông ấy, danh mục cho vay của ngân hàng trong năm 2023 thì lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 1-1.5% trong các danh mục khác nhau. Thì do đó ấy, thì khi mà có cái đánh giá về dao động lãi suất trong cái thời kỳ gần đây thì chúng tôi nhận định rằng là cái lãi suất năm nay duy trì được mặt bằng cho vay như tháng đầu năm là không dễ, có nghĩa là chúng tôi đánh giá nó đi ngang hoặc là cuối năm có thể có xu hướng tăng lên. Thì do đó chúng tôi đang sẽ tính toán cái bài toán này vào cái hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà biến động tỷ giá ở một giai đoạn nhất định và các hoạt động của ngân hàng nhà nước để điều hành hai cái chỉ số này thì em đi phải dựa trên các cái dự đoán của chúng ta về thị trường của hai chỉ số quan trọng này để ra quyết định kinh doanh. Biết rằng là báo cáo các anh chị là nó tác động đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như là của khách hàng cá nhân. Nhưng chúng tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta cũng có thể dự đoán và đưa ra những quyết định phù hợp trong cái đoạn tới. Hiện nay chúng tôi đang duy trì cái lãi suất tiền gửi tương đối ổn định trong giai đoạn vừa qua để tiếp tục tăng cái tiền gửi theo kế hoạch. Là thành cổ đông số 75895. Xin phép tận cho ban đại hai câu hỏi của góp ý. Câu hỏi thứ nhất là về mặt đầu tư của tập đoàn BV thì bên mình có cụ thể có định hướng như nào? Một cái điều chi tiết thôi. Vì bản thân ngân hàng là coi chính ngân hàng thì là rất tốt rồi trong mặt cho vay và huy động vốn. Riêng mảng đầu tư thì đây sẽ là mảng có thể nói là khá có khả năng thâm dụng vốn nếu mà chúng ta lựa chọn khoản đầu tư không phù hợp. Câu hỏi thứ hai là về mảng đầu tư và trái phiếu của BV. Về tập đoàn mình thì bản thân lãnh đạo có nhận thấy là việc đầu tư vào trái phiếu Lovane hiện nay có rủi ro hơn so với cái lợi nhuận và kỳ vọng ban đầu mà lãnh đạo đề ra không, và liệu đây có phải là sai lầm khi mà đầu tư vào trái phiếu Lovane không? Và góp ý thứ ba, góp ý thứ nhất của mình là ban lãnh đạo có thể về mặt đầu tư, ví dụ hiện nay là về mặt đầu tư bằng trái phiếu, mình nhận thấy là bên tập đoàn mình có cái khẩu rủi ro khá là cao. Và cũng có thể là do kỳ vọng về mặt tăng trưởng cao nên là đưa ra cái khẩu nó cao hơn. Nhưng cá nhân mình thì thấy là về riêng trong mảng ngân hàng thì chỉ cần doanh nghiệp hoạt động cái co chỉnh tốt đã làm cái lợi ích đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông rất là nhiều rồi. Trong lịch sử trên có rất nhiều ngân hàng cũng có rất nhiều bài học về các ngân hàng khi mà quá tập trung lan man đầu tư các mảng khác khiến cho thâm hụt vốn đến thâm hụt vốn doanh nghiệp và ảnh hưởng đến cái lợi nhuận lâu dài của doanh nghiệp. Thì như Việt Nam mình hiện nay thì mình thấy có một bên là ngân hàng ACB họ rất kiên quyết với mảng không đầu tư vào trái phiếu, thì mình nghĩ là doanh nghiệp mình có thể cân nhắc lựa chọn cái phương án để thận trọng hơn trong dài hạn để đảm bảo cổ đông hay là tất cả những mọi người đây. Thì trong những năm giai đoạn khó khăn không đặt học câu hỏi đặt nhiều câu hỏi nhiều ví dụ đến trái phiếu đâu lên đầu tư cho vay luôn lên hay là các bản trung hao khác, hy vọng là doanh nghiệp của cái đi thận trọng hơn trong tương lai.
Cảm ơn cổ đông 175892. Xin mời cổ đông khác. Mời cổ đông. Tôi là cổ đông mã số là 841. Xin chào mừng lại hôm nay tôi xin hỏi thế này thôi. Thứ nhất là bạn đưa cái mic liền sát sát đấy. Thứ nhất tức là đề nghị ban quản trị thông báo cho tôi biết về cái tình hình xuất nhập ngân hàng như thế nào. Năm trước là có nhưng đến nay tôi chưa thông tin về việc cho biết thông tin về tình hình xuất nhập như thế nào. Thế thôi. Mời thêm một cổ đông nữa bên này. Vâng, đây anh chuẩn bị thêm thêm anh ạ. Tôi xin chào ban đạo, tôi là cổ đông số 89358 và tôi có một số cái câu hỏi như này. Ngân hàng MB luôn tự hào là một cái ngân hàng có lượng khách hàng lớn nhất trong hệ thống với 26 triệu. Nhưng mà tôi cũng chưa thấy là bạn anh đã chia sẻ về xin chia sẻ với tôi về cái tỷ lệ active của các cái khách hàng này, tức là cái chất lượng khách hàng của chúng ta như thế nào đấy. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ về của khách hàng sử dụng ngân hàng MB như một cái ngân hàng giao dịch chính. Và thứ ba là câu thứ ba là xin bạn anh đã chia sẻ về cái kế hoạch hoặc là cái kỳ vọng và cái tỷ lệ CASA của ngân hàng năm 2024 và các năm tiếp theo. Tôi xin hết ạ. Mời thêm một cổ đông thôi. Các cổ đông còn lại thì xin mời các đồng chí gửi cái câu hỏi lên này giúp tôi để tiết kiệm thời gian. Tôi là cổ đông số 91317. Tôi là một trong những cổ đông có lẽ cũng là lâu lắm rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tham dự đại hội. Nhưng mà trước hết ấy, thì tôi nhận thấy một điều như thế này. Không biết rằng là cái trường hợp của tôi có phải là đặc biệt hay không. Nhưng mà có lẽ là số cổ phần của tôi nắm giữ cũng không nhỏ. Nhưng mà đến ngày hôm nay, trước khi đi, tôi cũng không nhận được một cái giấy mời nào cả. Qua hòm thư cũng như là qua tin nhắn, tôi không nhận được bất cứ một lời mời nào. Tất nhiên tôi đi tới đây thì do cái thông đọc qua những cái phương tiện truyền thông khác rồi đấy. Đấy thì tôi không biết rằng là cái trường hợp của tôi ấy, là nó là một trường hợp đặc biệt hay là có thể có nhiều người cũng rơi vào trường hợp như tôi. Vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng là mình có những quy định cụ thể nào về cái giao dịch số với các cổ đông thông qua hòm thư hay thông qua điện thoại, hoặc nếu trong trường hợp ví dụ như hòm thư cũng không mở được, điện thoại cũng có thể không bỏ qua, thì vậy phải có một hình thức nào đó. Cho đến ngày hôm nay ấy, thì tôi thấy rằng phần lớn các công ty khác vẫn là giấy mời gửi đến tận nơi và họ có thể tới 3 lần trao cái giấy mời, ví dụ như là Techcombank chẳng hạn, đến lần thứ 3 thì họ mới đầu hàng. Đây câu hỏi thứ nhất là như thế, không biết là trường hợp của tôi có phải là trường hợp đặc biệt hay là có thể có rất nhiều người như tôi. Tôi nghĩ rằng là ban lãnh đạo cần phải chú ý đến cái điểm này. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là như thế này. Như tôi nhìn thấy ấy, thì cơ cấu cổ đông hiện nay ấy, là gồm sấp xỉ 40% là các tổ chức, và trong đó đại diện của các tổ chức phần lớn là đại diện của quân đội. Nhưng ngoài ra thì có tới gần 60% cổ đông là cổ đông bên ngoài, cổ đông nhỏ lẻ như chúng tôi. Tôi muốn hỏi rằng là trong cái định dự kiến về thành viên hội đồng quản trị, có cái ứng cử viên nào có thể đại diện cho 60% cổ đông nhỏ lẻ bên ngoài không? Và tức là trong các cái dự kiến mà đưa ra để bầu cử ngày hôm nay ấy, tôi muốn hỏi như thế. Hai này, tại sao tôi cũng không biết rằng là cái quy định về việc đưa ra cái ứng viên ấy, tại sao lại
đưa ra có một cái quy định rất là nhỏ, rất là khó hiểu. Vì sao trong một thời gian rất là ngắn, ví dụ từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 là tất cả các cái nhóm cổ đông bắt buộc phải đưa cái ứng cử viên lên thành viên hội đồng để mà đưa ra dự kiến. Tôi nghĩ rằng là cái thời gian như thế thì không thể có một nhóm cổ đông nào tập hợp đủ để mà có thể đưa lên cái ứng viên của mình. Vậy thì tôi muốn hỏi ở đây là tất nhiên là thực ra thì chúng tôi cũng không có ý định, không có mong muốn gì, nhưng mà tôi muốn nghĩ là làm thế nào đấy để cho các cổ đông nhìn thấy rằng là chúng ta hoạt động một cách minh bạch rõ ràng. Tự như những cái hiện tượng như vừa rồi ấy, là chúng tôi cảm thấy có một cái gì đó rất là khó hiểu. Xin hết đấy. Cảm ơn cổ đông 91317. Tôi có xin hỏi trong văn phòng, trong phòng này thì cái phương thức mời của chúng ta đang chuyển từ giấy sang điện tử. Thế do đó thì cũng có thể có những cái sai sót nhất định, nhưng mà báo cáo với cổ đông ngày hôm nay là ngân hàng được đón tiếp là 2.200 cổ đông. Nhưng là con số chắc tôi nghĩ lớn nhất trong các kỳ đại hội của chúng ta. Và cái công tác này thì cũng có thể có những sai sót, nhưng mà xin các cổ đông, nếu mà đồng chí nào giống là chưa nhận được bất kỳ một cái yêu cầu gì, thông tin gì về cái đại hội này thì các quý vị có thể giơ tay giúp tôi xem cái mức độ ảnh hưởng của cái này lớn hơn. 1, 2. Dạ, có khoảng 5 cổ đông như anh, 5-6 cổ đông như anh, trên xác suất khoảng 2.200 người. Còn có lẽ là đây là những sai sót, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, đặc biệt là sẽ kiểm tra xem cái thông tin của anh trong hệ thống nó có bị lỗi gì không. Báo cáo quý vị cổ đông như vậy. Vì báo cáo của cổ đông là ngân hàng quân đội của chúng ta thì được thành lập từ năm 1994 và xuất phát từ các cổ đông quân đội, dựa trên các cái nền tảng hoạt động của các cái doanh nghiệp quân đội. Sau đó chúng ta phát triển dần thành ngân hàng đại chúng. Nhưng việc bảo vệ lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ là một trong số những ưu tiên quan trọng nhất của chúng tôi. Báo cáo các cổ đông này. Thế thì cái trường hợp của anh cũng sẽ được rút kinh nghiệm của chúng tôi cảm giác trong quá trình liên quan đến thông tin. Thì ở đây nó có mấy nội dung mà các anh chị mới hỏi, thì anh Ánh sẽ chuẩn bị hai cái nội dung. Tôi sẽ trả lời trước mấy cái nội dung như sau. Thứ nhất thì là tỷ lệ anh tiếp khách hàng thì cổ đông có hỏi là 26 triệu. Ngân hàng MB tăng trưởng từ quy mô khách hàng như hiện nay, báo cáo quy mô cổ đông cơ bản là do chúng ta phát triển về ngân hàng số. Vì chúng ta có 10.000 nhân viên ngân hàng thôi, có 300 điểm giao dịch. Ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam có khoảng 35.000 nhân viên và họ có hơn 2.000 điểm giao dịch. Có cơ bản là dựa trên marketing số và ngân hàng số. Thì do đó thì nếu đối chiếu với các cái tỷ lệ active thì cái ngân hàng tốt nhất là ngân hàng WeBank của Trung Quốc, ngân hàng tốt nhất về ngân hàng số thì tỷ lệ active khách hàng của họ khoảng tầm 50-55%. Chúng ta đang có tỷ lệ active khoảng gần 60%. Nghĩa là khoảng 15 triệu khách hàng đang đăng ký. Đây là cái số lượng chúng tôi cũng nghĩ rằng là đạt được cái mức độ cao. Và việc của ngân hàng là chúng ta là làm sao để cái nhóm khách hàng này gắn bó với ngân hàng. Thì đấy là dữ liệu báo cáo các quý vị như vậy. Và cái tỷ lệ khách hàng đang sử dụng ngân hàng MB như ngân hàng chính thì nó có những đánh giá khác nhau, nhưng các cái theo dõi của chúng tôi và dữ liệu ấy, thì khoảng 60-65% khách hàng của chúng ta đang sử dụng MB là ngân hàng chính. Nếu các quý vị nào làm tham gia vào thanh toán điện tử và kinh doanh trên lĩnh vực kinh doanh điện tử sẽ tự các quý vị sẽ nhìn thấy cái giao dịch mà từ tài khoản của MB lớn như thế này. Tỷ lệ CASA của chúng ta cuối năm là 40-41%. Chúng tôi đang mong muốn duy trì được tỷ lệ này trong thời gian dài nữa. Và việc tăng cường cái mối quan hệ sâu sắc với khách hàng dựa trên các nền tảng kinh doanh ấy, thì chúng tôi duy trì được tỷ lệ CASA cao thì là một ưu tiên của chúng ta. Đấy là cái nhóm câu hỏi của cổ đông vừa rồi. Cái cổ đông nói đầu tiên về cái giấy mời tôi đã giải thích rồi. Mong cổ đông thông cảm trong cái tình huống này.
Về cơ cấu 40% là cổ đông tổ chức thì báo cáo với các quý vị là thế này. Thực ra con số này thì lớn hơn. Chúng ta có nhóm cổ đông chính chủ chốt là các cổ đông quân đội với SCIC. Và đây là các cổ đông nền tảng có tạo ra văn hóa quản trị của ngân hàng. Báo cáo với các cổ đông ấy là theo thông lệ quản trị tiên tiến và hiện đại hiện nay, thậm chí là hội đồng quản trị cũng không sở hữu luôn các cái tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, các viên hội đồng quản trị. Họ tăng cường các cái nhóm cổ đông độc lập có chuyên môn và các cổ đông đại chúng thì được quan tâm. Do đó thì cái việc là sở hữu quy mô lớn ở hội đồng quản trị và ngồi về ghế hội đồng quản trị thì không quan trọng bằng là lựa chọn chất lượng thành viên hội đồng quản trị và khả năng minh bạch trong quản trị của họ. MB thì nó có truyền thống sắc sắc rồi, vì nhóm cổ đông quân đội là nhóm cổ đông nhà nước và có kỷ luật làm việc và chứng minh cho các cổ đông thấy là chất lượng hoạt động của chúng ta trong suốt những năm vừa qua, đúng không? Chúng ta không có lợi ích nhóm ở quản trị điều hành ngân hàng và vì thế chúng ta mới tăng trưởng và có số lượng khách hàng cũng như là chất lượng hoạt động ROE của chúng ta đứng đầu thị trường năm nay. Mà đó với cổ đông như vậy và lợi ích của cổ đông thì được đảm bảo. Chúng ta sổ trả cổ tức có thể nói là một số ngân hàng trả cổ tức cao nhất thị trường trong 5 năm vừa qua. Tôi nghĩ cái chứng minh của thực tiễn nó quan trọng. Đấy, thì báo cáo các quý vị như vậy. Do đó thì việc bảo vệ cho các cổ đông nhỏ được vô cùng được quan tâm. Thế còn những cái góp ý của cổ đông về thời gian thì chúng tôi dựa trên các quy định pháp luật thôi. Và có lẽ là do chúng ta cái thông tin về cổ đông nó không được đầy đủ, thông ra nó mới dẫn đến có thể là các cổ đông chưa hài lòng. Chúng tôi rút kinh nghiệm về này. Thì báo cáo các cổ đông thì kết quả nhân quý 1 ngân hàng thì đang thực hiện kiểm toán, ý kiến hết tuần này thì sẽ xong kiểm toán và sẽ công bố kết quả quý 1 trong cuối tuần này đầu tuần sau. Tuy nhiên là dự kiến doanh thu của tập đoàn thì đạt khoảng 12.016 tỷ và lợi nhuận tổng tập đoàn quý 1 đạt gần 5.795 tỷ và gần 5.800 tỷ đồng. Thì trong đó doanh thu của riêng ngân hàng thì đạt khoảng 9.782 tỷ và lợi nhuận riêng ngân hàng thì đạt khoảng 5.258 tỷ. Đây là các số dự kiến mà sau khi có kết quả kiểm toán tôi sẽ công bố. Tổng doanh thu riêng của công ty thành viên thì đạt khoảng 5.218 tỷ và lợi nhuận của công ty thành viên khoảng 550 tỷ trong quý 1. Và trong quý 1 thì cơ bản các cái chỉ số hoạt động của ngân hàng cũng được đảm bảo và có các anh chị có hỏi về tỷ lệ trích dự phòng thì chúng tôi cũng đảm bảo trích dự phòng đúng theo các cái quy định của ngân hàng nhà nước và của pháp luật trong quý 1. Còn về các cổ đông có hỏi về tiến độ sắp nhập ngân hàng thì cũng xin báo cáo với cổ đông thì chúng ta không sắp nhập ngân hàng mà chúng ta nhận chuyển giao, dự kiến nhận chuyển giao với cùng một ngân hàng. Thì sau khi nhập về thì ngân hàng này vẫn là một ngân hàng độc lập trực thuộc ngân hàng, chúng ta không thực hiện sắp nhập vào. Và sau khi hết cái thời gian cơ cấu thì chúng ta mới có tính đến chuyện là sắp nhập hay là thoái vốn thì bước hai. Về tiến độ nhận chuyển giao bất buộc thì báo cáo các anh chị thì MB cũng đã xong cái đề án trình lên chính phủ thông qua ngân hàng nhà nước và các đề án này đang được xử lý tại ngân hàng nhà nước để thông qua ngân hàng nhà nước và trình lên chính phủ trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng đang kỳ vọng tiến độ là có thể trong năm 2024 hoặc muộn hơn là 2025 thì chúng ta xong cái chương trình này. Bởi vì xong chương trình này thì đồng chí chủ tịch cũng có báo cáo trước hội nghị là chúng ta sẽ có một số cái không gian mở ra đặc biệt cho việc tiết dùng để phát triển MB trong giai đoạn tiếp theo 5 năm tới. Thì trên đây tôi cũng xin cập nhật thêm tiến độ của quý 1 và nhận chuyển giao bắt buộc. Cảm ơn anh ạ. Nghĩa là báo cáo cổ đông là cái dự án của chúng ta đã trình và hoàn tất mọi thủ tục ở phía ngân hàng cổ đông. Bây giờ chỉ chờ chính phủ phê duyệt báo cáo cổ đông. Tôi đã sẵn sàng với cái nhiệm vụ này được giao rồi. Thì do cái thời gian nó có hạn, thực ra là có một số câu hỏi thì chúng tôi không trả lời được toàn bộ những nhóm câu hỏi quan trọng chúng tôi đã trả lời. Thì đề nghị quý vị cổ đông là còn câu hỏi thì quý vị gửi về ngân hàng, gửi về ban thư ký để chúng tôi tổng hợp và sẽ có ý kiến trả lời trực tiếp với cổ đông sau. Thì báo cáo với quý vị cổ đông ấy, trái phiếu bản chất là công cụ có khoảng 100 năm nay và nó công cụ đầu tư tài chính tốt. Vấn đề là chúng ta lựa chọn trái phiếu nào thôi. Và trái phiếu cụ thể là
là trái chủ nào, như nhà phát hành nào, và cách quản lý của chúng ta đối với trái phiếu như thế nào. Thì báo cáo công ty cổ đông đấy, chúng ta lựa chọn các cái nhà phát hành là khách hàng của chúng ta, thay bằng chúng ta cho vay chung dài hạn thì chúng ta cho vay qua thông qua đầu tư trái phiếu, và chúng ta quản lý dự án đầu tư cho các cái dự án này không khác gì cho vay chung dài hạn của ngân hàng cổ đông, và đảm bảo chặt chẽ. Nhưng nó có một điểm lợi, khi có thể chuyển nhượng được, chúng ta có thể tăng giảm cái quy mô tín dụng chúng ta nó phù hợp, thì đấy là điểm mạnh của đầu tư trái phiếu. Còn việc quản lý nó và có chất lượng thì là việc liên quan đến quyết định tín dụng, báo cáo của cổ đông như vậy. Riêng trường hợp tình huống của Novaland ấy, tôi nghĩ là cái cách thức chúng ta tiếp cận và giải quyết cái tình huống Novaland là tốt trong giai đoạn vừa qua. Cụ thể là chúng ta giảm được nửa dư nợ, đúng không ạ? Và hai dự án của Novaland mà chúng ta cho vay đến thời điểm hiện nay ấy, thì đều được chính phủ hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý, và tôi tin là năm nay sẽ hoàn thành. Những cái tiến triển của nó chứng minh như vậy rồi. Thì do đó thì chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta có vài triệu khách hàng và chúng ta tham gia đầu tư cho vay thì cái việc rủi ro trên đường đi là không tránh khỏi được. Nhưng mà cách thức chúng ta giải quyết như thế nào đối với từng tình huống cụ thể thì nó quan trọng hơn. Chúng ta không thể tránh được rủi ro 100%, báo cáo với quý vị cổ đông như vậy. Thì cách tiếp cận của chúng ta là như vậy. Vâng, và trên đây là toàn bộ nội dung trong cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB. Anh chị đánh giá thế nào về kết quả kinh doanh năm 2023 cũng như định hướng chiến lược trong tương lai của ngân hàng này? Xin mời anh chị hãy comment ngay ở dưới video này để chúng tôi cùng được biết nhé. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.